Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khung giờ phát sóng truyện dài kỳ vào lúc 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh truyện ngôn tình cổ đại. Hôm nay Totoro sẽ gửi tới các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Thứ Nữ Hữu Độc của tác giả Tần Giản. Các bạn nhớ để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Chan, like share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan qua số tài khoản ngân hàng, tài khoản PayPal hoặc ví Momo, Chan đã ghi ở phần mô tả video. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 218, một đi không trở lại. Lúc mới bắt đầu dạ tiệc, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Bùi Bảo Nhi. Vốn bọn họ cũng hết sức hâm mộ nàng ta dung mạo tuyệt sắc, trong lòng vô cùng ghen tị. Thế nhưng hôm nay, mọi người nhìn nàng đều mang vẻ như đang xem kịch vui. Mặc dù Bùi Bảo Nhi không cần gả cho Hạ Hầu Viêm, nhưng ai cũng biết, chuyện nàng ta ở phủ thái tử bị bắt gian tại trận đã đành. Huynh trưởng của nàng ta lại còn cố tình đem sự thật đó đổi trắng thay đen, hòng che chở cho nàng. Chuyện cười này sợ rằng không biết sẽ lưu truyền trong giới quý tộc ở Việt Tây bao nhiêu năm nữa. Bùi Bảo Nhi siết chặt đũa ngọc trong tay. Nàng nhìn một bàn đầy sơn hào hải vị, đến một miếng cũng nuốt không nổi, cơ hồ muốn lập tức đứng lên rời đi. Nhưng Bùi Huy lại dùng một loại ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Ánh mắt kia thật sự mang ý nghĩa gì nàng đều hiểu rõ. Bùi Huy đang cảnh cáo nàng, không muốn nàng lại tiếp tục làm chuyện mất mặt. Nàng đối với vị nhị ca này là hết sức sợ hãi. Bùi Huy tâm cơ thâm trầm, không phải là người dễ dàng nhìn thấu. Cho dù là phụ thân cũng một mực tin tưởng hắn, nói gì nghe nấy. Cho nên địa vị của nhị ca Bùi Huy trong phủ rất cao. Bùi Bảo Nhi từ nhỏ đã sợ hãi uy thế của Bùi Huy, vẫn luôn làm theo ý hắn. Huống chi hôm nay, nếu không có Bùi Huy, sợ rằng nàng không phải chỉ tổn thất danh dự đơn giản như thế, mà không chừng sẽ phải gả cho Hạ Hầu Viêm thật. Cho nên bây giờ, nàng chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn hận của mình để nhìn Lý Vị Ương cách đó không xa. Lý Vị Ương đang cười nói cùng người bên cạnh. Bùi Bảo Nhi hận không thể đi tới trước mặt Lý Vị Ương, dùng móng tay bén nhọn cào rách mặt đối phương mới hả giận. Nàng cả đời này cũng không quên được sự sỉ nhục ngày hôm nay, lại phải nhẫn nhịn. Nàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ném chén trà xuống đất, thanh âm vang lên, khiến mọi người quay lại nhìn chăm chú. Những ánh mắt ái mộ trước kia giờ đây đều trở thành khinh thường cùng chê bai. Bùi Bảo Nhi không thể nhịn được, nước mắt cuồn cuộn tuôn xuống. Nhưng vào lúc này, nàng nghe được một tràng thanh âm âm lãnh vang lên bên tai mình. Người còn có mặt mũi mà khóc ư? Bùi Bảo Nhi quay đầu lại, nhìn Bùi Huy biểu tình lạnh nhạt. Nghe giọng nói không có lấy một tia tình cảm, Bùi Huy hờ hững nhìn chính muội muội của mình, giọng nói hết sức bình thản. Người ngoài đều cho rằng hắn sẽ an ủi, không ngờ hắn lại nói ra lời lãnh khốc như thế. Mau lau nước mắt đi, đừng làm mất mặt Bùi gia thêm nữa. Nhị ca, sao huynh có thể trơ mắt nhìn muội bị người khác khi dễ như vậy? Tại sao huynh không chịu thay muội đòi lại công đạo? Bùi Bảo Nhi nhìn hắn, nước mắt tuôn trào, đau khổ cầu xin. Mau lau nước mắt đi, đừng để ta nói tới lần thứ ba. Bùi Huy giơ chén rượu trong tay, thập phần lạnh nhạt lặp lại một lần. Thua người khác là bởi vì ngươi không có bản lãnh. Bảo ta đi báo thù thay ngươi, làm ta cảm thấy nhiều năm nay bồi dạy ngươi đều là uổng phí. Nên nhớ, sự sỉ nhục hôm nay Quách gia ban cho ngươi, một ngày nào đó ngươi phải trả lại đầy đủ cho nàng ta. Bùi Bảo Nhi không nghĩ đối phương sẽ nói như vậy, tay nàng run run nhận khăn từ tỷ nữ bên cạnh đưa lên lau nước mắt, quay đầu lại nhìn về phía Lý Vị Ương cách đó không xa, cố đè nén kiều hận xuống đáy mắt. Hiển nhiên nàng đem hết thảy tội lỗi này đổ lên đầu Lý Vị Ương. Bùi Bảo Nhi nghĩ, Húc Vương Nguyên Liệt không chịu cưới mình, thậm chí còn lập mưu hại mình. Trong khi bất luận là bề ngoài hay tài trí, nàng ta so với mình hãy còn kém hơn. Loại cảm giác bị người khác đánh bại thật sự là điều sỉ nhục, khiến cho nàng ta vô cùng tức giận. Nữ nhân như nàng, vô duy vô cớ, giận chó đánh mèo đã là bản tính. Mỗi lần nàng làm không tốt chuyện gì, đều sẽ đem hết thảy tội lỗi đổ lên đầu người khác. Mà Lý Vị Ương đương nhiên đã trở thành đối tượng để cho nàng oán trách. Thái tử phi cùng thái tử đang chiêu đãi tân khách, trên mặt nụ cười hết sức bình thản. Hơn nữa, trên mặt thái tử một chút cũng không nhìn ra vẻ ảo não khi quỷ kế thất bại. Quách phu nhân ở một bên cười lạnh. Thái tử cũng không phải là người khoan dung. Giờ phút này trong lòng hắn nhất định là hận Húc Vương Nguyên Liệt tới tận xương tủy. Mối hận này xem ra không dễ bề hóa giải được. Nhưng như vậy thì sao?
Quách gia cùng thái tử sớm muộn sẽ có ngày phải đối đầu, bất quá chỉ là vấn đề thời gian, lại còn sợ gì? Lúc toàn tiệc tối kết thúc, Lý Vị Ương đợi Quách phu nhân đi ra ngoài, ai ngờ một mỹ nhân bất ngờ xông đến trước mặt nàng, bộ dạng hồn hển. Lý Vị Ương ánh mắt sáng ngời nhìn về phía đối phương, trong con người mang theo ba phần lãnh đạm. Ta còn tưởng là ai cản đường của ta, thì ra lại là Bùi tiểu thư, có chuyện gì không? Người của phủ thái tử không ai là không biết Bùi Bảo Nhi, hơn nữa mới vừa rồi còn phát sinh sự kiện kia, Bùi Bảo Nhi đã trở nên nổi tiếng ở Việt Tây. Nô tỳ chờ đợi ở bên cạnh cửa, thấy Bùi Bảo Nhi nổi giận đùng đùng xông vào, không dám ngăn trở, đều quỳ một bên. Bùi Bảo Nhi đè nén sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nói: Quách gia, chuyện hôm nay ta nhất định sẽ nhớ kỹ, ta sẽ không chịu thua, nhất định sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần cho ngươi. Lý Thị Ương lãnh đạm nhìn đối phương, môi không khỏi dâng lên nụ cười thản nhiên. À, Bùi tiểu thư phải nhớ cái gì đây? Nhớ ngươi bị bắt giam tại giường sao? Hay là nhớ việc Húc Vương Điện Hạ tình nguyện đem ngươi giao cho một tên hoạn quan, cũng không thèm cưới ngươi? Bùi Bảo Nhi nghe được câu này, suy nghĩ kia liền đứt đoạn. Lời cảnh cáo của Bùi Huy đối với nàng trong nháy mắt đều bị ném toàn bộ ra khỏi đầu. Nàng ta giơ tay muốn đánh Vị Ương, nhưng còn chưa kịp, lại nghe Quách phu nhân kêu lên một tiếng sợ hãi. Bùi Bảo Nhi cả người đã ngã nhào xuống nền đá cuội, trên gương mặt tuyết trắng hiện lên một vệt đỏ dữ tợn. Bùi Bảo Nhi run rẩy, giận dữ nói: Quách gia, ngươi dám dung túng nô tài đả thương ta? Triệu Nguyện cười lạnh một tiếng, vừa rồi nàng nhìn thấy Bùi Bảo Nhi muốn động thủ liền tiến lên cho nàng ta một bạt tai. Trên gương mặt Lý Vị Ương lại không lộ chút áy náy nào. Bùi Bảo Nhi muốn động thủ đả thương mình, chẳng lẽ nàng lại phải đứng yên chịu trận hay sao? Lý Vị Ương cũng không phải loại người dễ bị người khác bắt nạt như vậy, nàng không chút để ý cười, ánh mắt liếc qua Bùi Bảo Nhi. Phải không? Sao ta lại thấy là Bùi tiểu thư không cẩn thận tự mình té ngã vậy? Ngươi thật là quá đáng. Bùi Bảo Nhi nổi giận, tỷ nữ bên cạnh vội vàng đến đỡ nàng, thật vất vả mới đứng dậy được, trong đôi mắt tràn đầy hận ý. Quách phu nhân ở bên cạnh không lên tiếng nãy giờ, liền cười khẽ nói: Bùi tiểu thư còn tưởng rằng mình là đệ nhất mỹ nhân Việt Tây hay sao? Sợ rằng một khi chuyện hôm nay truyền ra ngoài, ngươi sẽ trở thành chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Nếu ta là ngươi, bây giờ sẽ lập tức trở về, từ nay về sau chỉ ở trong phòng, đỡ làm mất mặt Bùi gia. Bùi Bảo Nhi trong lòng giận dữ, giận đến cả trên người, trên dưới không có chỗ nào là không phát run. Phảng phất ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng đều bị Quách phu nhân chọc cho chảy cả ra ngoài. Lý Vị Ương chỉ nhàn nhạt mỉm cười như không để ý, nhưng lúc này một bàn tay đưa tới bên cạnh ngăn cản Bùi Bảo Nhi. Lý Vị Ương nhàn nhạt liếc nhìn, mỹ công tử dưới ánh trăng chính là nhị ca của Bùi Bảo Nhi, Bùi Huy. Trên khuôn mặt Bùi Huy hiện lên một tia cười lạnh. Quách tiểu thư, tha được thì cứ tha đi, ngươi cứ nhanh mồm nhanh miệng, sớm muộn cũng sẽ gây ra họa lớn. Quách phu nhân khẽ mỉm cười, giọng nói hết sức lãnh đạm. Nếu nói gây họa lớn, không ai có thể so được với Bùi tiểu thư. Nữ nhi của ta đã có huynh trưởng ở nhà quan tâm, cũng không phiền ngươi nhọc tâm lo lắng. Ngươi trở về quản giáo muội muội ngươi cho tốt mới đúng, đừng để nàng trở thành trò cười cho người khác. Lý Vị Ương vẫn không lên tiếng, chính là tựa tiếu phi tiếu nhìn Bùi Huy. Bùi Huy nhẹ nhàng hít một hơi, nhưng cũng không để ý tới Quách phu nhân. Ánh mắt hướng về phía Lý Vị Ương, ánh mắt kia toát ra hàn khí, không khí bốn phía lập tức ngưng đọng. Lúc này, ngay cả Bùi Bảo Nhi cũng không dám lên tiếng. Không biết tại sao nàng cảm thấy giữa Bùi Huy và Lý Vị Ương có một luồng khí chuyển động kỳ lạ. Bọn họ không nói một câu, nhưng lại giống như đang giao đấu. Bùi Huy nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, chỉ cảm thấy đôi mắt kia như một tảng băng, chỉ phản chiếu bóng dáng hắn, không nhìn thấy đáy, cũng không nhìn ra tâm tư đối phương. Hắn chưa từng gặp qua người nào như vậy. Bình thường hắn luôn có thể nhìn thấu tâm tư kẻ khác từ trong mắt họ. Họ đắc ý, vui sướng, tức giận, bi thương. Nhưng trong mắt Lý Vị Ương, cái gì hắn cũng không nhìn ra. Điều này làm hắn cảm thấy bất an, thậm chí từ đáy lòng dâng lên một loại sợ hãi. Không chỉ có Bùi Huy đánh giá Lý Vị Ương, Lý Vị Ương cũng đang nhìn chằm chằm đối thủ của nàng. Bùi Huy kia có đôi lông mày cong, đôi mắt không biết cười, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cắt lên da thịt, khiến người ta cảm giác đau đớn mơ hồ. Cuối cùng, Bùi Huy rời mắt đi trước, hắn nhìn Bùi Bảo Nhi một cái. Được rồi, đừng gây sự nữa, chúng ta trở về thôi.
Lý Vị Ương quay đầu nhìn lại Bùi Huy dẫn Bùi Bảo Nhi cùng nhau rời đi. Hắn bước sải chân thật rộng, thanh bào trên người theo gió lạnh đong đưa, cũng không khỏi cảm thấy một tia rét lạnh. Lý Vị Ương nhìn bóng lưng đối phương, cũng lạnh lùng cười một tiếng. Mặc dù vừa rồi Bùi Huy không nói gì, nhưng nàng lại nghe xương cốt đối phương như siết chặt, thậm chí còn phát ra thanh âm răng rắc. Xem ra, ngay cả Bùi Huy cũng đối với mình hận đến cực điểm, lần này kết thù lớn rồi. Nhưng trong chuyện này, nàng là người vô tội nhất. Từ đầu tới cuối, việc Bùi Bảo Nhi bị người ta thiết kế cũng chẳng can hệ tới nàng. Vậy mà đối phương lại hết lần này tới lần khác, đem việc này đổ lên đầu nàng. Thật đúng là nực cười. Quách phu nhân dường như không thể lý giải, bà thở dài một hơi. Người nhà này thật đúng là điêu ngoa vô lý. Chuyện này chúng ta hoàn toàn không biết, lại cứ vô duyên vô cớ đến đây gây sự. Lý Vị Ương khẽ mỉm cười nói, trên đời này vốn không có nói đến đạo lý như vậy, kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu phải chết. Nương, đêm đã khuya rồi, chúng ta phải trở về thôi. Quách phu nhân gật đầu một cái nói, huynh trưởng của con còn đang hàn huyên cùng mọi người, chúng ta lên xe ngựa trước đi. Ánh trăng như nước, Bùi Phàm đưa lệnh bài muốn gặp hoàng hậu. Hắn vừa bước vào đại điện, liền không đợi vèn rém lên, đã lớn tiếng nói, hoàng hậu nương nương, sao không làm chủ cho chúng ta? Bảo Nhi bây giờ biết phải làm sao? Xảy ra chuyện như vậy, mặt mũi Bùi gia đều ném xuống đất cả rồi. Nương nương người nói xem, ta còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông Bùi gia nữa đây? Vào buổi chiều, Bùi Phàm mang theo con trai mình từ ngoài kinh trở về. Bùi Huy đi trước chuẩn bị, lại nghe Bùi Chân truyền tới chuyện không hay. Bùi Huy lập tức cưỡi ngựa không ngừng chạy về đại đô. Sau này nghe tin từ phủ thái tử truyền tới, lúc ấy Bùi Phàm còn không dám tin, nhưng đợi đến lúc Bùi Huy dẫn theo Bùi Bảo Nhi nước mắt đầy mặt trở về, Bùi Phàm mới biết Bùi Bảo Nhi gây ra họa gì. Trong lòng hắn dĩ nhiên là oán hận thái tử, nhưng oán giận nhất chính là Húc Vương Nguyên Liệt cùng tiểu thư Quách gia, bởi vì Bùi Bảo Nhi luôn miệng nói sự tình này đều là do Quách gia gây ra. Bùi Phàm nhất mực yêu thương nữ nhi này, bởi vì nàng không chỉ là viên minh châu của Bùi gia mà còn có dung mạo tuyệt thế. Hắn mời lão sư tốt nhất dạy nàng cầm kỳ thư họa, không tiếc tiền lót đường cho nàng, tâm huyết nhiều năm như vậy, không ngờ đều vì việc này mà đổ sông đổ biển. Lúc này Bùi Phàm tức giận đầy mặt, thanh âm giống như đang gào thét. Bùi hoàng hậu ngồi ở trên cao cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn, trên mặt hết sức lạnh nhạt, đáy mắt lướt qua một tia trào phúng. Nhị ca đột nhiên sao lại hồi cung lúc này? Câu hỏi của nàng không liên quan gì đến chuyện lúc nãy, phảng phất chẳng thèm để ý chuyện đã xảy ra ở phủ thái tử. Bùi Phàm ảo não nói, chúng ta khoan hãy nói đến chuyện này, trước hết nên nói đến việc báo thù cho Bảo Nhi. Bùi hoàng hậu lãnh đạm cười một tiếng nói, báo thù? Làm sao phải báo thù? Hoàng hậu nương nương, vì sao lại kiêng dè Quách gia? Nhiều năm qua chúng ta đã có thể một lưới bắt chọn đám người đó, tại sao lại chậm chạp không động thủ, còn phải bị người Quách gia khi dễ như vậy? Quách Tố kia là cái gì mà phải khiến chúng ta nhẫn nại như thế? Bùi Phàm không thể kiềm chế tức giận nói. Bùi hoàng hậu lạnh lùng cười một tiếng, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng tựa hồ đè nén một tia tức giận, trong nháy mắt trở nên uy nghiêm, bén nhọn như bảo kiếm rút ra khỏi vỏ. Nhị ca, ngươi vẫn lỗ mãng như vậy, làm việc không chút bình tĩnh. Cả đời ta đã từng sợ ai? Hôm nay người cần phải lo lắng không phải là Quách gia, mà là người đang ngồi trên ngôi hoàng đế kia. Bùi Phàm sửng sốt, trong một lúc nói không nên lời, không khỏi nâng ánh mắt nhìn về phía Bùi hoàng hậu. Nàng thần sắc lãnh đạm, câu nói vừa rồi giống như không phải của nàng nói. Nương nương, ta không hiểu người muốn nói gì. Bùi Phàm không khỏi nói như vậy. Trong đại điện bốn phía tĩnh lặng, chỉ có hai người nghe rõ được tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Bùi hoàng hậu vẻ mặt kiên nghị trên mặt đang từ từ biến mất, thay vào đó là nét mặt mệt mỏi, hiển nhiên là đối với huynh trưởng không hiểu ý mình có một tia chán ghét. Ta không động thủ với Quách gia không phải vì ta sợ hắn, mà là hoàng đế muốn bảo hộ bọn họ. Địch nhân của chúng ta không chỉ có Quách gia, còn có Trần gia, còn có đám người như hổ rình mồi ngồi xem chúng ta tranh đấu lẫn nhau. Hắn và Bùi gia là đối thủ không đội trời chung. Những thứ này nhị ca ngươi không hiểu sao? Bùi Phàm thật ra không hiểu, hắn chỉ cảm thấy Bùi gia có thể đem Quách gia một lưới tóm gọn, vì sao phải chậm chạp không chịu động thủ? Ở trong thế cờ này, hắn chỉ có thể nhìn thấy ba nước, còn ba nước tiếp theo hắn không thấy được. Đả kích Quách gia không có gì khó, thế nhưng hoàng đế vẫn cố ý bồi dưỡng bọn họ.
Hắn là muốn duy trì thế cân bằng. Bùi hoàng hậu trầm mặc một hồi, chậm rãi nói: Nhị ca, có rất nhiều chuyện nói dễ hơn làm. Không riêng gì Bùi gia, Quách gia, Trần gia, còn có các đại gia tộc ở Việt Tây có thế lực trong quân đội, âm thầm cấu kết liên minh với nhau. Việt Tây có quá nhiều thế lực có thể uy hiếp được quyền lực của hắn. Nhưng nhiều năm như vậy, hắn vì sao vẫn sừng sững không đổ? Chính là vì những gia tộc này cùng chúng ta kiểm hãm lẫn nhau. Quách gia cùng Trần gia liên thủ để kiểm chế Bùi gia. Đây là một tam giác hết sức cân bằng. Có thể thấy hoàng đế hết sức yên tâm. Nhưng nếu ngươi muốn động đến Quách gia hay Trần gia, thế cân bằng này sẽ bị xáo trộn. Lúc đó e là người hoàng đế muốn trừ bỏ chính là Bùi gia. Cái đó gọi là rút dây động rừng. Để hoàng đế không nghĩ tới việc đó, ngươi vẫn là nên sống an ổn một chút. Nghĩ đi, toàn Bùi gia có hơn 1.000 người, ngươi không thể không nhẫn nại đâu. Bùi Phàm không tin nhìn Bùi Hậu, những lời này trước giờ muội muội hắn chưa từng nói qua. Không, là hắn cho tới giờ chưa từng nghĩ tới. Muội muội của hắn vào cung từ nhỏ, tính tình hết sức lãnh khốc vô tình, cùng hai vị huynh trưởng bọn họ đều không thân thiết. Ngoài phụ thân, có lẽ không một ai có thể hiểu rõ tiểu muội này rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Mà phụ thân trước giờ cũng rất coi trọng Bùi Hậu, coi nàng như châu như ngọc, thậm chí từng nói với hắn, sau này Bùi gia sẽ phải dựa vào tiểu muội này chống đỡ. Chỉ cần bọn họ nghe theo lời nàng, tuân theo chỉ thị của nàng mà làm. Lúc trước đường huynh của hắn không thích Bùi Hậu, ở trong nhà nói một câu hai câu châm chọc nàng. Ai ngờ phụ thân nghe được, lại không thèm để ý mặt mũi của bá phụ, cường ngạnh đem đường huynh đó đánh gãy chân rồi đuổi ra khỏi Bùi tộc. Chuyện này mọi người trong Bùi gia đều nhớ rõ, cho nên từ nhỏ tới lớn, phàm là đồ Bùi Hậu thích, Bùi Phàm ngay cả đụng cũng không dám, ngay cả nói chuyện cũng phải nhìn sắc mặt của nàng. Nghĩ xem nàng tâm tình hôm nay có tốt hay không, chỉ sợ lại chọc giận nàng. Nhưng hắn vừa rồi quá mức tức giận nên đã quên mất việc này. Lúc này nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của nàng toát ra vẻ mặt trào phúng, Bùi Phàm trong lòng cả kinh. Nghĩ đến Bùi Bảo Nhi chịu nhục, hắn lấy dũng khí lớn tiếng hỏi, chẳng lẽ vì không để cho hoàng đế nghi ngờ, Bùi gia chúng ta phải nhịn nhục thế này sao? Bùi Hậu nhàn nhạt cười một tiếng, vị huynh trưởng này thật đúng là vô cùng ngu xuẩn, nói chuyện với hắn thật là phí lời. Nàng thanh âm hờ hững nói, thời điểm hiện tại xem ra Bùi gia không thể so được với sự thông minh của Quách gia. Nhìn Tề Quốc Công luôn biết ẩn nhẫn khiến Quách gia trở thành lựa chọn ngầm của triều đình, mà trong hậu cung, Quách Huệ Phi lại đối địch với ta khắp nơi. Đó là ăn cơm của vua, phải lo nghĩ thay vua. Đây là lựa chọn của Quách gia, lấy lui làm tiến. Vì sao Quách Huệ Phi ở trong cung nhiều năm lại xui trèo mát mái như vậy? Không phải là mệnh của nàng tốt, cũng không phải ta hèn nhát, mà bởi vì người Quách gia thật sự là người thông minh, biết giả ngốc đúng lúc, biết tiến thoái đúng lúc, hiểu rõ khi nào nên hành động. Gia chủ Trần gia kia cũng là một lão hồ ly, hắn vì sao khắp nơi đều lấy Quách gia làm chủ sai đầu đánh đó? Ngoài mặt là kết minh, một kẻ vinh tất cả cùng vinh, một kẻ bị tổn hại tất cả cùng tổn hại. Không, phải nói là tuyệt đối không có tổn hại. Quách gia cùng Trần gia đều là gia tộc lớn nhất nhì Việt Tây, hoàng đế sẽ không dễ dàng động vào hắn, ngược lại sẽ ban cho Bùi gia một cảnh cáo, người đã hiểu chưa? Nếu ngươi tùy tiện động vào người của Quách gia, hoàng đế chắc chắn sẽ tuyệt đối không ngồi im. Đây là nguyên nhân nhiều năm qua ta dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Nếu ngươi ngay cả điều này cũng không nhìn rõ, tốt nhất nên mang theo người nhà sớm hồi hương đi, tránh mang họa sát thân cho gia tộc Bùi thị. Bùi Phàm ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, phía sau lưng hắn đã toát mồ hôi ướt đẫm. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy ở dưới khuôn mặt bình tĩnh của Bùi Hậu đè nén là lửa giận dữ cực kỳ lớn. Hành vi của hắn hôm nay hình như đã hoàn toàn chọc giận Bùi Hậu nương nương. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán. Vậy chuyện kia của Bảo Nhi thì lên làm sao bây giờ? Bùi Hậu lạnh lùng nhìn hắn một cái. Bây giờ nên làm gì? Bây giờ nên làm thế nào? Chẳng lẽ còn muốn ta phải nói cho ngươi biết hay sao? Bùi Phàm cả kinh, vội vàng ngắt lời. Ta sẽ đem nó ra ngoài để tránh xảy ra chuyện. Bùi Hậu cười lạnh một tiếng. Nàng có ý muốn giết Bùi Bảo Nhi, nhưng mà ca ca nàng rõ ràng là không muốn làm như vậy. Nhưng đối với Bùi gia mà nói, Bùi Bảo Nhi đã là một phế vật không có ích lợi gì nữa. Người như vậy giữ lại gia tộc chỉ khiến người khác chê cười. Bùi Hậu nhàn nhạt phất tay nói, ngươi lui ra ngoài đi. Ta không muốn lại nghe thấy ba chữ Bùi Bảo Nhi này nữa. Bùi Phàm trong lòng giật mình, hắn cũng không dám nói gì nữa, vẻ mặt tức giận
Cùng chất vấn lúc mới tới đây giờ đã không còn dấu vết. Bùi Hậu cho hắn áp lực vô hình, khiến hắn không thở nổi. Hắn nắm hai tay thành quyền lui ra ngoài, thậm chí thở cũng không dám thở mạnh. Bùi Hậu liếc mắt nhìn bóng lưng nhị ca biến mất, hờ hững nói: "Đều nghe thấy cả rồi chứ? Ra đây đi." Phía sau rèm thân ảnh thái tử xuất hiện, hắn chậm rãi cúi đầu quỳ xuống đất, nặng nề dập đầu: "Mẫu hậu, lần này là nhi thần quá lỗ mãng." Bùi Hậu nhàn nhạt cười, đột nhiên đứng lên, đi đến bên hành lang cách đó không xa. Thái tử không hiểu, lại nghe nàng nhẹ giọng nói: "Đến đây đi." Thái tử liền đi qua, Bùi Hậu đứng ở trên bậc thang cao cao, không nhúc nhích, cũng không nói câu nào. Nàng đột nhiên chỉ về phía xa, trong ánh mắt mang theo một tia khác thường sáng rọi nói: "Ngươi nhìn thấy cái gì?" Thái tử đưa mắt chuyển tới phía Bùi Hậu nói: "Đó là một góc bầu trời, trừ một vầng trăng non, hắn cái gì cũng không nhìn thấy." Bùi Hậu nhẹ nhàng nhếch môi cười lạnh: "Ngươi muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế mà lại không nhìn thiên hạ này, cứ coi như ngươi ngồi được lên đó, nhưng trong đầu không có gì, vị trí này của ngươi tới chết cũng ngồi không xong." Nói xong, nàng xoay người về phía hắn nói: "Ngươi là thái tử, là người kế thừa ngôi vị hoàng đế, vô số người ở đây đều nhìn chằm chằm vào ngươi, bọn họ luôn nhìn nhất cử nhất động của ngươi, chờ xem ngươi gây ra lỗi lầm gì, nhưng ngươi lại không thể tỉnh táo nhìn thấy được điều này, chỉ lo dây dưa trong tư thù. Ngươi cùng những nữ nhân hậu cung có gì khác nhau, đều là đồ thiển cận ngu xuẩn như nhau." Thái tử mồ hôi lạnh cuồn cuộn chảy xuống, hắn không khỏi quỳ rạp xuống đất: "Nhi thần sai rồi, mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi." Bùi Hậu nhìn đỉnh đầu hắn lắc đầu một cái: "Ánh mắt của ngươi không nên đặt trên người Quách gia, cũng không nên chỉ nhìn chằm chằm vào ngôi vị hoàng đế kia, lại càng không cần đi báo thù riêng. Điều ngươi cần là học làm thế nào để thống trị thiên hạ, chứ không phải làm những chuyện ngu xuẩn như Lâm An. Ta nói ngươi chờ cơ hội, không phải nói ngươi tự mình động thủ. Tĩnh Vương cùng Húc Vương, cho dù kết minh cũng có những mâu thuẫn, không cần ngươi đi châm ngòi, cũng có một ngày tan rã. Điều ngươi cần làm là đợi đến lúc có khe hở, tìm thời cơ đánh đổ Quách gia. Hôm nay ngươi tự tung tự tác, rút dây động rừng, ngược lại càng khiến bọn họ đoàn kết chặt chẽ hơn." Thái tử không dám lên tiếng, hắn đã biết mình sai, làm liên lụy Bùi Bảo Nhi cùng Hạ Hầu Viêm không nói, hoàng hậu không mắng hắn một trận đã là may mắn lắm rồi. Nàng còn nói lời này với hắn là do hắn không suy nghĩ kỹ. Bùi Hậu giọng nói lãnh đạm: "Ngươi tính xử lý chuyện tu sửa ruộng đất như thế nào?" Thái tử sửng sốt, hắn không nghĩ Bùi Hậu lại nhắc tới chuyện này. Chuyện tu sửa ruộng đất có rất nhiều việc không dính dáng tới hộ bộ. Hoàng đế bắt đầu điều tra, tất cả những quan viên bị bắt đầu tiên đều là người của hộ bộ. Những người này đều là nội gián thái tử đưa vào, cho nên hắn mới có thể ở bộ hộ hô mưa gọi gió. Lần này điều tra lại bắt có 17 người của hộ bộ. Điều này đối với thái tử là một đả kích khổng lồ. Hiện tại hắn mới cảm thấy sự lợi hại của Quách gia. Hắn bên ngoài không thể hiện, nhưng bên trong lại vô cùng đau đớn. Hắn cắn răng nói: "Còn sẽ có cách giữ những người đó lại, mẫu hậu không cần phải lo lắng." Bùi Hậu cười lạnh một tiếng: "Người phụ trách điều tra lần này không phải là hình bộ thượng thư, mà là hình bộ thị lang Đinh Đỉnh. Người này lúc trước chỉ là nhân vật nhỏ không ai để ý, nhưng tính cách lại hết sức cương trực. Hắn mỗi lần điều tra một hộ đều mang theo quan tài của mình đi, mọi lúc đều chuẩn bị tinh thần để rơi đầu, hoàn toàn là bộ dáng kiên định. Ngươi đụng phải một người cứng đầu cứng cổ như vậy, không thể nào mua chuộc hắn thì phải làm sao đây? Cho nên cái gì ngươi cũng không thể làm." "Cái gì cũng không thể làm? Không, điều này tuyệt đối không thể." Thái tử nâng chân mày lên lớn tiếng nói: "Không, những người đó là quân cờ mà nhi thần vất vả bố trí, đều là nhờ vào bọn họ, nhi thần mới có thể tùy ý điều động những ngân lượng của hộ bộ. Bất kể là thu mua đại thần hay bố trí thám tử, nhi thần đều cần số tiền kia. Nếu mẫu hậu lo lắng bại lộ, vậy nhi thần sẽ lặng lẽ làm, thỉnh trong đám người trung lập hướng phụ hoàng cầu tình." Bùi Hậu nhìn hắn, ánh mắt nàng càng phát ra hàn khí lạnh như băng. Hiện tại giông bão sắp ập tới, có quan viên nào tay chân sạch sẽ, có ai dám lấy cương đối cương, nhất định là đụng tới sứt đầu mẻ trán. Đến lúc đó cho dù có người đến giúp ngươi, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Ngươi còn không nhận ra phụ hoàng ngươi là cố tình giết gà dọa khỉ để cho ngươi xem hay sao? Thái tử không khỏi nóng nảy đứng lên nhìn Bùi Hậu: "Chẳng lẽ vậy
trơ mắt nhìn người của mình bị diệt trừ hay sao? Bùi Hậu ánh mắt xa xăm, nhìn về phía ánh trăng sáng nói, Phụ hoàng ngươi, đối phó hộ bộ chỉ là bước đầu, bước kế tiếp chính là thanh tẩy toàn bộ triều đình, thế lực mà ngươi bố trí những năm qua, sợ là không còn sót lại bao nhiêu. Với cá tính của hắn, không lẽ ngươi không biết, chuyện hắn muốn làm không ai có thể ngăn cản. Nếu ngươi có ý chống lại, dù là ngươi, hắn cũng sẽ không khoan dung. Cho nên, ngươi bây giờ chẳng những không thể đi báo cho bọn họ, càng không thể tiếp kiến kẻ nào, chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn người ngươi muốn bảo toàn. Không sai, bọn họ bây giờ chỉ có thể chịu tai ương trong ngục, nhưng chỉ cần ngươi bất động thanh sắc, chuyện này sẽ không nguy hiểm đến ngươi. Thái tử lại không khỏi nói, nhưng những người đó trong tay đều có một ít. Hắn nói chưa xong thì ngừng lại. Bùi Hậu lại nghiễm nhiên nói, người yên tâm đi, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, sẽ không khai ra ngươi. Phải biết tội tham ô bất quá là bị tịch biên gia sản, sẽ không liên lụy đến gia tộc. Còn nếu liên quan cấu kết với thái tử, kéo bè kết cánh, chính là mưu đồ bất chính, bọn họ cũng không ngu đến như vậy. Thái tử nghe thế thì trên mặt lộ ra thần sắc yên tâm. Bùi Hậu cười nói, Phụ hoàng ngươi bất quá là thuận tiện chỉnh đốn cảnh cáo ngươi. Nếu hắn muốn giết người, triều đình này sạch sẽ được bao nhiêu? Pháp không trách chúng. Nếu hắn giết chết hàng trăm hàng ngàn quan tham ô lại, triều đình này cũng sẽ không thể đứng vững được. Vào thời điểm này, nếu thái tử ngươi lao ra, cũng chỉ là đối tượng để mọi người chỉ trích. Muốn trở thành hoàng đế, thứ nhất phải xuống tay hạ thủ người khác. Ngươi muốn bảo vệ thế lực của mình, cũng sẽ không bảo hộ được. Nếu ngươi không động thủ, hoàng đế ngược lại sẽ không tuyệt tình. Đó là đạo làm vua, thái tử còn phải học thêm nhiều. Bùi Hậu không nhiều lời nữa, nhàn nhạt nói, ngươi trở về đi. Thái tử nhìn Bùi Hậu không dám nói thêm gì, nhẹ nhàng xin cáo lui. Hắn biết có lẽ cả đời hắn cũng sẽ không thể hiểu được Bùi Hậu đến tột cùng là đang suy nghĩ gì. Nhưng vào lúc này, Bùi Hậu đột nhiên lại gọi hắn, cuộc săn lập tức sẽ phải bắt đầu thôi. Thái tử sửng sốt, ngay sau đó dừng bước. Dạ, phụ hoàng đã hạ chỉ cho tất cả mọi người chuẩn bị lên đường. Bùi Hậu quay mặt lại, khuôn mặt tuyệt mỹ dưới ánh trăng phát ra ánh sáng sâu kín, trắng nõn chói mắt, làm cho người ta rung động. Nhưng âm thanh của nàng lại lạnh lùng như băng. Ngươi, thay ta tuyên cáo đại quân một câu. Thái tử nhìn Bùi Hậu, lại nghe giọng nàng bình thản nói, ta không muốn thấy Quách gia trở lại đại đô nữa. Thái tử giật mình kinh hãi lập tức nói, dạ. Lúc này Lý Vị Ương đã trở lại Quách gia, Quách phu nhân đi trước, Quách Trường gọi Lý Vị Ương lại nói, Gia Nhi, ta có vài lời muốn nói với muội. Lý Vị Ương dừng bước, hắn quay đầu nhìn một cái, cặp mắt kia dưới ánh trăng nhàn nhạt lóe sáng, nàng mỉm cười nói, Tam ca có gì muốn nói cứ nói đi. Quách Trường nhìn Lý Vị Ương một cái, trong lòng có mấy phần do dự. Thật ra thì có mấy lời hắn sớm đã muốn nói, nhưng hắn luôn cảm thấy chuyện này có lẽ không nghiêm trọng như hắn nghĩ, cho nên hắn một mực giả vờ không biết. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy cần nhắc nhở nàng. Gia Nhi, ngươi có cảm thấy Nguyên Anh hình như rất thích ngươi không? Lý Vị Ương sửng sốt, nàng không nghĩ Quách Trường lại chủ động nhắc tới chuyện này với mình. Có chút buồn cười lắc đầu nói, Tĩnh Vương Điện Hạ có lẽ cảm thấy ta là người thích hợp cho vị trí Tĩnh Vương Phi. Về phần có thích hay không, còn chưa nói được. Tam ca, nếu đúng là lo lắng chuyện này có lẽ là buồn lo vô cớ rồi. Nguyên Anh là một người thông minh, hắn sẽ không phá vỡ liên minh của mình cùng với Húc Vương. Quách Trường lắc đầu nói, muội cứ cho là ta nghĩ nhiều đi, nhưng ta thật sự cảm thấy bất an. Tính tình của Nguyên Anh cũng không hiền hòa như muội thấy đâu. Tĩnh Vương là một người nham hiểm, tất cả mọi người đều biết, nhưng có một số việc nàng không thể hiểu rõ. Lý Vị Ương nhìn Quách Trừng không khỏi kinh ngạc nhướng mày nói, có chuyện gì mà muội không biết sao? Quách Trừng thở dài, thận khẽ cười một tiếng. Nguyên Anh là một người ẩn nhẫn, hắn và chúng ta không giống nhau. Từ trước đến giờ hắn luôn biết mình muốn gì, hơn nữa còn rất kiên nhẫn. Ngày trước hắn muốn đưa muội một thanh cổ cầm, kết quả lại thấy muội cùng Nguyên Liệt ở chung một chỗ, trong lúc thất thố làm đứt dây đàn. Ta nghĩ là hắn thấy hai người như vậy cũng tốt, sẽ chịu buông tay. Nhưng lúc ta đưa hắn ra ngoài, lại nhìn thấy được dã tâm trong mắt hắn. Vẻ mặt trong tình thế như vậy có thể hiểu được, nhưng ánh mắt như vậy ta chưa từng nhìn thấy trên mặt hắn. À không, có lẽ là có một lần.
Quách Trường cúi đầu tựa hồ hồi tưởng lại, sau đó hắn nói với Lý Vị Ương, trong ấn tượng của ta, lúc đó phụ thân từng đưa cho ta một thanh bảo kiếm kia thập phần hãn hữu, là một vị sư phụ đúc kiếm nổi tiếng, hao phí tâm huyết 8 năm, thậm chí là dùng máu tươi của chính mình, dùng sắt 100 năm luyện thành. Vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn, ngậm cường địch còn có thể phát ra tiếng kêu báo động. Tĩnh Vương nhìn thấy thì vô cùng thích thú, nhưng hắn thấy ta yêu quý nó như vậy, cũng không mở miệng đoạt lấy. Ta cũng không để ý về mặt của hắn lúc nhìn thanh kiếm như thế nào. Sau đó có một ngày, hắn nói tới đây liền dừng lại, nghiêm túc hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó. Lý Vị Ương nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh, chẳng qua là chờ hắn nói tiếp. Quách Trừng mi mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt dao động không mạnh, nhưng ánh mắt kia tựa hồ như cất giấu cái gì đó. Chuyện đã qua 2 năm, lúc ta cùng Nguyên Anh luyện kiếm, vốn là hắn có thể thắng ta, nhưng không biết làm sao kiếm của ta lại đâm trên người hắn. Lần đó thương thế của hắn rất nặng, trên cánh tay trái chảy máu không ngừng, vết thương sâu đến độ lộ ra cả xương. Phụ thân hung hăng mắng ta một trận, còn cấm ta không bao giờ được sử dụng bảo kiếm vô cùng sắc bén kia nữa. Vì vậy ta không thể không đem nó gác xó, đụng cũng không dám đụng một cái. Vốn là ta cũng không để chuyện này trong lòng, chẳng qua mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy kỳ quái. Lý Vị Ương nhếch mi, có chỗ nào kỳ quái? Quách Trường cười một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Sau chuyện đó, mặc dù Nguyên Anh cũng hết sức vì ta giải thích, thậm chí còn cùng ta chịu quỳ cùng nhau, nhưng hắn càng giải thích phụ thân càng tức giận. Sau đó còn giận cho đánh mèo chút giận lên thanh bảo kiếm, là do ta sử dụng kiếm, muốn trách cũng là trách ta, sao lại trách kiếm kia đấy? Ta sau đó mới nghĩ tới, phụ thân căn bản nhìn ra gì đó, người chẳng qua là không muốn ta sử dụng thanh kiếm kia nữa mà thôi. Lý Vị Ương trong lòng im lặng một lúc, ánh mắt cũng thay đổi, nhiều phần trầm tư hơn, nói, sau đó thanh kiếm kia đi đâu? Quách Trường cười, đây là một thanh kiếm đã đả thương tình cảm huynh đệ, ta đương nhiên là không dùng đến nữa. 5 năm sau, một lần Tĩnh Vương cũng vờ đánh với ta, hắn nói muốn lấy thanh kiếm kia ra đánh cược, mà khi đó ta cơ hồ đã không còn đếm xỉa tới nó nữa. Bắt đầu từ lúc đó, ta mới biết thì ra hắn khao khát thanh kiếm đó suốt 5 năm qua. Trong 5 năm này, hắn vốn có vô số cơ hội nói với ta. Thế nhưng hắn không nói, hắn muốn là quang minh chính đại cướp thanh kiếm đó từ trong tay ta. Nếu như ta đưa cho hắn, hắn sẽ không cảm thấy hứng thú nữa. Lý Vị Ương không khỏi thêm mấy phần kinh ngạc. Vị Tĩnh Vương Điện Hạ này thật là có ý tứ. Ngươi muốn tặng hắn, hắn không muốn, phải cướp từ tay ngươi mới được. Trên thực tế, từ trên người Tĩnh Vương Nguyên Anh, nàng thấy được người đàn ông này lộ ra khí thế đế vương từ trong xương tủy. Điểm này không phải ai cũng có được. Năm đó nàng đã thấy qua trên người Thác Bạt Chân, nhưng nàng cho là Thác Bạt Chân từ nhỏ không có mẫu tộc nâng đỡ, cũng không có người thân thương yêu, là hắn tự mình từ trong bầy dã thú thoát ra. Mặc dù nàng không thích người này, nhưng cũng không khỏi bội phụng sự dẻo dai cùng với thủ đoạn của hắn. Vậy Nguyên Anh thì sao? Hắn bề ngoài phóng khoáng, ôn hòa, sử dụng thủ đoạn sau lưng, có phải trong xương tủy cũng cất giấu sự cố chấp điên cuồng hay không? Nàng không biết, ở trong chuyện về thanh bảo kiếm này xem ra, bất quá là 2 thiếu niên tranh giành mà thôi. Nhưng Nguyên Anh tốn tới 5 năm, thủy chung đối với thanh kiếm kia nhớ mãi không quên, có thể gọi là người có điểm quái gì. Nàng nhìn đối phương cười nhạt nói, Tam ca có lẽ suy nghĩ quá nhiều thôi, chuyện có lẽ cũng không nghiêm trọng đến vậy. Muội sẽ không trở thành thanh bảo kiếm kia, Nguyên Liệt cũng không phải là Tam ca. Quách Trường chẳng qua cười nhạt, nhưng trong nụ cười lại phần lớn là lo lắng. Đúng vậy, Nguyên Liệt dù sao cũng không giống ta, ta sẽ cam tâm tình nguyện dâng thanh bảo kiếm, dù sao cùng Nguyên Anh cũng có nhiều năm giao tình. Mà hắn đối với ta còn mưu đồ tính toán như vậy, Nguyên Liệt chịu đem muội nhường lại cho người khác sao? Hắn cùng Nguyên Liệt có bao nhiêu năm giao tình? Vậy hắn đối với Nguyên Liệt sẽ như thế nào đây? Có mấy lời ta không tiện nói với Nguyên Liệt, nhưng ta nhắc nhở muội, mong muội nói với Nguyên Liệt để hắn cẩn thận Tĩnh Vương. Khi Quách Trường nói ra mấy chữ phải cẩn thận Tĩnh Vương này, Lý Vị Ương không khỏi kinh ngạc, ánh mắt nàng trầm xuống, sự vui vẻ trong mắt bị hàn khí thay thế. Huynh là nói Nguyên Anh sẽ động thủ với Nguyên Liệt sao? Quách Trường lắc đầu nói, ta không biết, ta vốn không nên nói những lời này.
Nguyên Anh vốn phải là người ta nên giúp không phải sao? Muội nếu gả cho hắn cũng là một chuyện vui lớn. Nhưng là... Hắn nói xong hai chữ nhưng là, liền nhìn chăm chú ánh mắt của Lý Vị Ương. Nhưng là, ta đã xem muội là muội muội ruột thịt, nếu trơ mắt nhìn muội phải chịu khổ sở, phải bi thương, ta sẽ lựa chọn đứng về phía muội. Trong ánh mắt Lý Vị Ương nhìn mặt của đối phương chốc lát không nói gì, nàng không nghĩ tới Quách Trừng giữa nàng và Nguyên Anh lại sẽ chọn đứng về phía nàng. Quách Trừng giống như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, lại cười khẽ. Muội đã là một phần của Quách gia, điều này lúc nào cũng sẽ không thay đổi. Tình cảm của ta cùng Nguyên Anh tốt hơn nữa cũng không thể nhìn hắn tới tổn thương muội muội của ta, dĩ nhiên sẽ để mẫu thân thương tâm. Nói tới chỗ này, chính hắn cũng có chút lúng túng. Lý Vị Ương đã hiểu ra dụng ý của hắn. Vô luận như thế nào, đa tạ Tam ca đã nhắc nhở. Đợi đến lúc Quách Trừng rời đi, Lý Vị Ương mới nhìn qua bụi cây bên cạnh nói, không cần ẩn nấp nữa, đi ra đi. Bụi cây chợt lóe, liền thấy Nguyên Liệt ánh mắt lóe sáng, hắn phủi phủi lá rụng trên áo, đôi môi lạnh lùng cong lên nở nụ cười. Thế nào, nàng đã sớm biết ta ở chỗ này sao? Lý Vị Ương chẳng qua là mỉm cười nói, Tam ca đã sớm biết chàng ở đó, lời huynh ấy nói chính là nói cho chàng nghe, để chàng cẩn thận tĩnh vương Nguyên Anh. Nguyên Liệt thanh âm khàn khàn mê người, lại ấm áp xóa tan cái lạnh. Tam ca của nàng nói chuyện có chút thái quá, chẳng lẽ ta lại sợ hắn? Lý Vị Ương thở dài một hơi, không phải nói chàng sợ Nguyên Anh, là để cho chàng chú ý một chút. Theo ta thấy, Nguyên Anh là một đế vương có tài, hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, ở trong triều lại có rất nhiều thân tín, cũng không phải hạng người ngu muội. Chàng phá hỏng hôn ước của hắn với Quách gia, dĩ nhiên phải trả giá cao rồi. Nguyên Liệt cười ha ha một tiếng nói, phải không? Vậy ta sẽ chờ hắn tới. Lý Vị Ương trợn mắt nhìn hắn một cái nói, nếu bị hắn khi dễ, cũng đừng quay lại đây khóc với ta, ta chắc chắn sẽ không ra mặt cho chàng. Cũng không để ý, Nguyên Liệt trong mắt đã đầy hàn khí. Khi nàng nhìn sang, hắn đã làm như không có chuyện gì, cười cười nhìn lại, hừ một tiếng, không biết xấu hổ bắt lấy tay áo Lý Vị Ương nói, nàng không ra mặt cho ta, chẳng lẽ muốn che chở cho Tĩnh Vương sao? Bàn về tài mạo, về võ công, hắn không có chỗ nào có thể so sánh cùng ta. Nàng không chọn ta, chẳng lẽ lại chọn hắn? Lý Vị Ương không khỏi bật cười. Thiên hạ này, người vô lại nhất có lẽ chính là Húc Vương Nguyên Liệt. Hắn có thể sử dụng gương mặt vô tội nhất, nói lời vô sỉ nhất. Lý Vị Ương cười cười, lại nói, chàng có để ý đến vẻ mặt Bùi Huy hôm nay không? Nguyên Liệt cười lạnh một cái nói, Bùi Huy là người con trai trầm ổn nhất của Bùi gia, có thể ép khiến cho hắn giơ chân, cũng là người có bản lĩnh. Tai mắt của Nguyên Liệt sớm đã báo cho hắn biết hết thảy chuyện phát sinh ở trong hoa viên. Lý Vị Ương gật đầu một cái nói, hôm nay từ đầu đến cuối, chuyện chàng làm đã hoàn toàn chọc giận Bùi gia rồi. Ta thấy coi như chỉ Bùi hậu có thể nhẫn nhịn được chuyện này, bọn họ thì không nhịn được đâu. Cái phiền toái này chàng phải giải quyết thế nào đây? Nguyên Liệt nheo mắt lại cười có chút quỷ dị nói, bọn họ giở trò ma quỷ mờ ám, ta còn không để trong mắt. Đúng rồi, chưa tới 3 ngày nữa là đại hội săn thú 1 năm 1 lần, nàng có muốn đi không? Lý Vị Ương nhìn ánh trăng trên trời, cũng nhàn nhạt cười một tiếng nói, phụ thân có thể mang theo gia quyến cùng đi. Hơn nữa, ta cuối cùng cảm thấy đại hội săn bắn lần này nhất định sẽ phát sinh nhiều chuyện thú vị. Trong con người Nguyên Liệt bỗng chốc sáng ngời nói, ta đoán bọn họ nhất định đang suy nghĩ, lần này Quách gia tiểu thư sẽ bỏ mạng ở Thảo Nguyên rồi. Bất quá, ta thật muốn nhìn xem một chút thái tử cùng người của Bùi gia đâm đầu vào chỗ chết như thế nào. Chuyện tình tự chui đầu vào giọ này luôn luôn làm cho Nguyên Liệt cảm thấy thích thú. Chàng cho rằng Bùi hậu cùng bọn họ đều là kẻ ngốc sao? Lý Vị Ương lắc đầu một cái, nhìn về phía ánh sao nơi chân trời, trong mắt toát ra một tia hàn khí. Chỉ sợ lần này có đi không về. Không cần lo nghĩ vu vơ, chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường, mượn cơ hội này để diệt trừ Bùi gia. Nguyên Liệt đã nói như thế, Lý Vị Ương ngẩn ra, quay đầu lại, ai ngờ cả người hắn chợt dựa vào nàng, rõ ràng là bộ dáng không có ý tốt. Lý Vị Ương lạnh lùng trợn mắt nhìn hắn một cái, một phen hất tay áo ra, không nghĩ đối phương lại nhanh hơn nàng, mạnh một cái ôm này, ôm luôn nàng vào trong lòng. Chụt một tiếng, hôn một cái lên môi nàng, nàng còn chưa kịp nổi giận,
Nguyên Liệt đã thật nhanh lùi về sau một bước, nhanh chóng ngay cả bóng cũng không thấy đâu nữa. Lần nào cũng dùng cách này để chiếm tiện nghi, còn làm như không biết mệt. Lý Vị Ương theo bản năng sờ sờ đôi môi phiếm hồng, bất đắc dĩ thở dài một cái. Chân trời bóng đêm ngày càng dày đặc, Lý Vị Ương nhìn một cái, lại chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân. Cuộc săn bắn một năm một lần của Việt Tây sắp bắt đầu, nàng thật sự rất mong đợi. Chương 219: Điên cuồng săn bắn. Các quý tộc đại lịch thích đi đến bãi săn, nhưng ở Việt Tây, các quý tộc lại thích hướng thảo nguyên săn thú. Thảo nguyên Việt Tây ở phía Tây, đi qua toàn bộ đại đô, lại liên tục đi qua 14 thành trấn mới tới nơi. Vì một lần săn thú, muốn mặc sơn cùng lĩnh, hơn 1.000 người phải cưỡi khoái mã đi hơn một tháng. Chi phí hao tốn khổng lồ không nói, con người cũng mệt mỏi ngã ngựa. Lạ nhất là, Việt Tây binh hùng tướng mạnh, thế nhưng Thảo Nguyên lại không phải của Việt Tây, mà là của bộ lạc Liệt Hỏa. Thủ lĩnh bộ lạc này, mọi người đều gọi hắn là Đại quân Thảo Nguyên. Nhiều năm trước, tổ tông hắn bắt đầu không ngừng cống nạp Việt Tây. Hắn vừa mới kế thừa hãn vị, thống nhất 17 bộ lạc Thảo Nguyên. Lúc tuổi trẻ khí thịnh, cũng từng không đồng ý cuộc sống phụ thuộc, vì thế đã phát động chiến tranh quy mô lớn. 50 vạn thiết kỵ Việt Tây cùng 30 vạn sói kỵ binh Thảo Nguyên liều mạng một hồi, kết quả là lưỡng bại câu thương. Lúc đầu, đại quân còn cảm thấy trận chiến này thật đáng giá, nhưng sau này hắn mới phát hiện, kỳ thực hắn cũng không thắng lợi, bởi vì bộ lạc hắn, con dân hắn đều bị tổn hại thảm trọng trong trận chiến này. Nhưng 50 vạn đại quân Việt Tây bị giết hơn 20 vạn người, sau 10 ngày ngắn ngủi, liên tật kép rất nhiều quân đội, hắn rốt cuộc cũng ý thức được, Việt Tây so với bọn hắn cường đại không chỉ ở địa thế phì nhiêu, tiền tài không đếm xuể, mà còn có mấy trăm vạn thần dân. Điểm cuối cùng này, hắn vô luận như thế nào cũng không có biện pháp theo kịp. Vì thế, hắn bắt đầu giống như các tiểu quốc chung quanh, hàng năm thượng cống Việt Tây, cống phẩm đều là tuấn mã tốt nhất trên thảo nguyên, ngưu dương, gia lông. Hoàng đế Việt Tây hồi đáp hắn cũng phong phú vô cùng, cũng đủ cho bọn họ vượt qua mùa đông giá lạnh. Hai bên quan hệ dần dần tốt lên, mà địa điểm hoàng thất Việt Tây săn bắn cũng chọn thảo nguyên phiến mờ mịt này, mang ý nghĩa chính trị, thực sự là ý vị sâu xa. Trải qua nhiều ngày lặn lội đường xa, hoàng đế rốt cuộc đã tới Thảo Nguyên. Đại quân sớm đã tập kết ở Thảo Nguyên, 10 dư danh hãn vương. Người người tinh thần cao hứng phấn chấn, nghênh đón bọn họ. Một phen hàn huyên qua lại, hoàng đế cùng đại quân nghị sự trong lều trại. Những người khác bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Lý Vị Ương xuống xe ngựa, thắt lưng nhẹ nhàng lười nhác. Lần này Quách phu nhân không cùng đi, nhưng ba ca ca cùng phụ thân nàng đều đi theo. Trường hợp thế này, phủ Tề Quốc Công vô luận thế nào cũng không thể vắng mặt. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, những chú chim thảo nguyên líu ríu bay về phía bầu trời. Lý Vị Ương ánh mắt dõi theo chúng thích thú. Nàng sinh ra đã sống ở thành thị, chưa từng thấy cảnh thương mang đại địa như vậy. Trên bầu trời bao la, màu xanh lam cùng xanh tươi kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ. Đưa mắt nhìn không thấy điểm dừng, làm người ta vui vẻ thoải mái. Quách Trừng mỉm cười nhìn về phía nàng nói, dù mẫu thân khuyên lâu như vậy, muội cũng không nghe theo nương ở nhà, rốt cuộc là vì sao? Lý Vị Ương chớp chớp mắt nói, cơ hội tốt như vậy, một năm vất quá chỉ có một lần, ở lại đại đô nặng nề đó làm chi? Huống chi tất cả gia hộ không phải đều có rất nhiều nữ quyến đi theo hay sao? Quách Trường cười gật gật đầu nói, điều này cũng đúng, săn bắn nhiều anh hùng tài tuấn. Không biết từ khi nào nữ tử quý tộc Việt Tây lại thích lựa chọn giai tế tại nơi săn bắn như vậy. Các đã nói chuyện cùng mẫu thân, nếu bây giờ muội nhìn chúng người nào, liền giúp muội giật dây bắc cầu. Hắn còn chưa dứt lời, lại nghe thấy bên cạnh hò khan một tiếng. Quách Đôn đã đi tới, trừng mắt nhìn Quách Trừng nói, Tám ca, ca thường ngày là một người thông minh, sao giờ lại không thông suốt như vậy? Ca còn nói thêm gì nữa? Húc Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua, tốt nhất là bớt về chuyện đi. Quách Trường nghe vậy thì mỉm cười, không biết vì sao quay đầu nhìn về phía Quách Đạo. Quách Đạo dắt một con ngựa đi đến bên cạnh bọn họ, cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Quách Trường khẽ thở dài nói, Húc Vương cũng không nhỏ mọn như vậy. Trong lòng hắn lại mơ hồ cảm thấy, Lý Vị Ương lần này đi theo tới Thảo Nguyên là có mục đích khác, nhưng đến cùng là tới đây để làm gì? Ngay lúc này, có vài người trẻ tuổi đi lại chào hỏi, cầm đầu là một người tác phong nhanh nhẹn, diện mạo hiên ngang,
Không phải Bùi Huy thì còn là ai? Bùi Huy mặt mang ý cười nói, Quách Tam công tử, chúng ta ngay tại khu vực săn bắn này so tài cao thấp một phen, không biết ý các vị thế nào. Hắn nói thập phần hòa khí, nhưng lãnh ý trong mắt cũng không thể bỏ qua. Phía sau Bùi Huy còn có ba tiểu nam tử, tuổi cũng không lớn, dung mạo cùng hắn có vài phần tương tự, đều là anh tuấn ngất trời, nhưng là mỗi người mỗi vẻ, tuyệt đối sẽ không khiến cho người ta lầm lẫn. Đó là ba đệ đệ của Bùi Huy, Bùi Hiến, Bùi Bạch và Bùi Dương. Nghe Bùi Huy nói như vậy, Bùi Dương tuổi nhỏ nhất lập tức nhìn về phía ba huynh đệ Quách gia, ánh mắt thập phần khiêu khích. Lý Vị Ương đưa mắt nhìn lại, Bùi Dương cao lắm là 15-16 tuổi, nhìn qua thì thập phần bưu hãn, ngón tay ôm lấy chỉ thủ khéo léo, theo nhịp của phản xạ ánh mặt trời lên mặt Lý Vị Ương, mang theo sẵn giọng hàn mang. Quách Trừng theo bản năng bước lên chắn trước mặt Lý Vị Ương, Bùi Dương lại mỉm cười. Thế nào, Quách Tam công tử sợ rồi sao? Quách Trường cười nhẹ nói, ai chẳng biết bốn vị công tử Bùi gia văn võ song toàn, nhất là Bùi Dương Bùi công tử am hiểu nhất là bắn cung, có bách bộ xuyên dương, tài nghệ thiện xạ mỹ danh. Quách Trường không dám cùng các vị đối địch. Hắn vừa nói vừa chặn tầm mắt Bùi Dương nhìn về phía Lý Vị Ương. Bùi Dương tuổi tuy nhỏ, tính tình lại thập phần biêu hãn. Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại càng làm càn. Hắn nghe Bùi Bảo Nhi khóc kể hết thảy chuyện phát sinh, biết nữ hài này chính là thiên kim Quách gia, sớm hận không thể dùng chỉ thủ của mình rạch mấy đao trên mặt nàng ta mới hạ giận. Bùi Bảo Nhi là tỷ tỷ của hắn, so với hắn lớn hơn 2 tuổi, nhưng từ nhỏ quan hệ với hắn lại thập phần tốt. Ngày đó Bùi Bảo Nhi khóc sướt mướt trở về, bị cha mẹ hung hăng trách cứ một trận, Bùi Dương không biết phát sinh sự tình gì, liền an ủi nàng. Bùi Bảo Nhi kể hết cho hắn nghe, cũng đem hết thảy tội trạng đổ lên người Lý Vị Ương. Hắn sao có thể không oán hận nàng được. Cả nghĩ đến lúc Lý Vị Ương đối mặt Bùi gia, vẻ mặt không chút áy náy, lửa giận của hắn lại càng thiêu đốt. Ánh mắt Lý Vị Ương dừng trên người mấy công tử Bùi gia, không khỏi lạnh lùng cười. Giữa bốn người, Bùi Huy lớn tuổi nhất, vẻ mặt cũng trấn định nhất. Bùi Hiến dung mạo rất giống Bùi Huy, một khuôn mặt tuấn tú phá lệ khiến nữ tử yêu thích, nhưng trong ánh mắt hắn có một khối màu trắng, đúng là khối màu trắng, khiến cho cả người hắn càng thêm vẻ âm lệ, có chứa một loại hơi thở khó lường. Còn Bùi Bạch lại là một bộ dáng cười hì hì, phảng phất như không hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí quỷ dị chung quanh, thoạt nhìn thì tầm thường. Nhưng Bùi Dương là tức giận nhất, chỉ thủ trên tay hắn đưa qua đưa lại, bộ dạng như vận sức chờ phát động vậy. Quách Đồn cười lạnh một tiếng nói, có gì đâu, chúng ta ở khu vực săn bắn rất tiện. Bùi Huy vừa chắp tay liền cười nói, một lời đã định, cáo từ. Nói xong, mang theo ba người kia rời đi. Quách Đồn lạnh lùng nhìn bọn họ rời đi khỏi, quay đầu nhìn Quách Trường liếc mắt một cái nói, nghe nói Bùi Bảo Nhi lần này cũng tới. Quách Trường cười lạnh một tiếng, nếu ta là nàng ta, cả đời sẽ ngây ngốc ở trong phòng không bao giờ để ai nhìn thấy nữa. Ngàn dặm xa xôi như vậy còn chạy tới nơi này, không biết là sắp tâm làm trò gì đây. Quách Tôn là người phúc hậu, khó được ngữ mang châm chọc nói. Nói không chính xác chính là phá bình phá quăng ngã, dù sao bị mất mặt quăng về nhà rồi, nàng còn sợ cái gì nữa đâu. Rõ ràng là định trên thảo nguyên này tìm quý tộc mà gả, đỡ phải trở về bị người ta cười nhạo. Lý Vị Ương cũng cười, nàng từ chối cho ý kiến. Lúc này Quách Đạo khiển ngựa đi tới, đôi mắt sáng ngời đảo qua mặt Lý Vị Ương, lập tức nhìn về phía lều trại Bùi gia cách đó không xa, ngữ khí lạnh nhạt nói, nghe nói Bùi Bảo Nhi có một vị bằng hữu là tiểu công chúa trên thảo nguyên, cũng là nữ nhi sủng ái của đại quân, cho nên nàng đi theo không chỉ để săn bắn mà còn là để kết bạn. Thế tử Ba Đồ của thảo nguyên từng đã nhìn trúng Bùi Bảo Nhi, muốn nàng làm thế tử phi. Bùi gia đương nhiên không đồng ý, tìm mọi cách từ chối không nói. Sau này vẫn là vị A Lệ công chúa này phát ra tỳ khí mới khiến Ba Đồ thế tử buông tha. Lý Vị Ương nghe vậy nhìn Quách Đạo liếc mắt, nàng không biết tin tức của Ngũ Ca cũng linh thông như thế. Quách Đạo bắt gặp ánh mắt của nàng, ánh mắt trong phút chốc trở nên sâu thẳm. Hắn nhìn về phía cách đó không xa, chậm rãi nói, theo ta thấy người Bùi gia cũng không phải đơn giản như vậy. Lúc này đây săn bắn vẫn nên cẩn thận một chút, đừng khiến phụ thân thêm phần phiền toái. Ba huynh đệ Quách gia trao đổi ánh mắt lẫn nhau. Quách Trừng gật đầu nói, cũng tốt, một lát tới lúc săn bắn,
ca sẽ không ra trận, ở lại bảo hộ Gia Nhi. Lý Vị Ương mỉm cười, muội đang êm đẹp ngồi trên khán đài, cần gì phải bảo hộ. Ba ca ca giải quyết không xong sẽ chỉ khiến người Bùi gia cảm thấy chúng ta luống cuống, cũng không phải hình tượng tốt đẹp gì. Quách Trường sửng sốt, lập tức có chút do dự nhìn về phía Lý Vị Ương nói, nhưng là mẫu thân đã phân phó. Lý Vị Ương lắc đầu, bên người muội đã có Triệu Nguyệt, ca nên đi xuống hàng đi, khó có được cơ hội thế này, cho người Bùi gia thấy chúng ta lợi hại thế nào, đây mới là mục đích các ca ca tới đây. Quách Trường thật không ngờ Lý Vị Ương lại nói như thế, nhìn ánh mắt nàng kiên quyết, Quách Trường trong lòng càng thêm kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, vị muội muội này rất ít khi có vẻ mặt như thế. Quách Đôn lại thập phần cao hứng nói, được, chúng ta cùng nhau du ngoạn, ta không tin lại thua bốn thằng nhóc Bùi gia kia. Hắn nói chuyện thập phần thô lỗ, thanh âm ở trên thảo nguyên rất nhanh, liền bị gió cuốn đi tan tác. Lý Vị Ương tươi cười ấm áp. Nàng xem ra, thừa hành chính sách ẩn nhẫn của Quách gia, e là quán triệt không nổi nữa, bởi vì người Bùi gia không phải ngươi nhường hắn thì hắn sẽ thu liễm, bọn họ sẽ chỉ ngày một nghiêm trọng, nghĩ cách quấy rối ngươi, chọc giận ngươi. Một khi đã như vậy, không cho bọn hắn thấy điểm lợi hại của mình, chỉ sợ bọn hắn sẽ cho rằng ngươi là quả hồng nhuyễn. Đúng lúc này, không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng tê dài, lập tức có người thổi bay Ngưu Giác Hào. Quách Trừng trong mắt sáng ngời, tinh thần chấn hưng, xoa tay nói, săn bắn sẽ bắt đầu ngay thôi, hôm nay là trận đầu. Lý Vị Ương cười nói, các ca ca đi thôi, Triệu Nguyệt cùng muội ở một bên xem là được. Vừa rồi sau khi tiếng Ngưu Giác Hào vang lên, bốn phương tám hướng chuyển ra tiếng kèn như cùng nó hô ứng. Nhóm kỵ binh theo tứ phía nổ trống như pháo, phất cờ hò reo. Trên thảo nguyên mờ mịt hoang dã, ẩn chứa vô số lộc, mi, trương, hùng, hổ báo, sải lang, diều hâu đang chờ đợi. Một tiếng kèn này khiến đám mãnh thú đang ẩn náu trốn mộng lâm phong sợ đến hết hồn, bắt đầu hoảng loạn, liền chạy loạn chung quanh tường cao. Trong nhóm hoàng tử, rõ ràng nhất là Tần Vương dũng mãnh, hắn mang theo một đám hộ vệ mang cung cài tên, giết được nhiều đến đỏ người, nhuộm máu. Vô số con mồi bị bọn họ chém vào huyết nhục mơ hồ, chui vào bụi cỏ rẫy rụa gào thét. Không lâu sau, phía sau ngựa Tần Vương đã treo đầy con mồi. Mọi người nhìn thấy săn bắn phấn khích như vậy, không khỏi phục hồi tinh thần. Tiếng reo hò bạo khởi mãnh liệt, mỗi người đều vung tay hô to, giết chết nó, giết chết nó. Thanh âm bọn họ chấn điếc phát hội, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, hiển nhiên là thập phần kích động. Lý Vị Ương xa xa nhìn lại, thấy Tấn Vương bên kia cũng không hề có động tĩnh gì. Người khác đều nói là võng khai mở ra một mặt, hắn lại mở tới ba mặt, tùy ý để dã thú trốn mất dạng. Cứ như thế, có dã thú bị người ta làm hoảng sợ, không lối thoát chui vào lưới, hắn chỉ bắt giữ chứ không bắn chết. Hành động như vậy thật không biết nói là nhân từ thế nào, vẫn là không chút để ý, cái gì cũng đều không thèm để ý. Lý Vị Ương nhìn thấy không khỏi có hơi hơi mỉm cười, ánh mắt của nàng xẹt qua cả Tấn Vương cùng Tần Vương, ngược lại nhìn về phía thái tử. So sánh với Tần Vương dũng mãnh, công phu kỵ xạ của thái tử hiển nhiên cũng không hại được như thế. Cũng may hộ vệ bên người hắn đều là nhất đẳng, thay hắn bắt giết không ít con mồi. Không bao lâu sau, hắn cũng thu hoạch rất phong phú. Tĩnh Vương Nguyên Anh vừa mới bắt đầu không bao lâu liền bị Tần Vương lôi kéo tỉ thí, giờ phút này là dở khóc dở cười đi theo phía sau Tần Vương, lập tức cũng là chiến công ly ly. Ánh mắt Lý Vị Ương cuối cùng mới nhìn tới hướng Nguyên Liệt, lại thấy hắn là vương gia động tác chậm chạp nhất, ngồi trên ngựa hết nhìn đông tới nhìn tây, không biết đang nhìn gì. Ánh mắt của nàng nhìn về phía cung tiễn Nguyên Liệt đang nhắm tới, chỉ là một con thỏ. Lý Vị Ương bật cười nói, Triệu Nguyệt, ngươi xem chủ tử ngươi hôm nay thế nào đi, hết nhìn đông tới nhìn tây, là bộ dạng muốn đi săn bắn hay sao? Triệu Nguyệt nhìn nửa ngày cũng không rõ sao lại thế này, không khỏi thấp giọng nói, tiểu thư, nô tỳ cũng không rõ Húc Vương điện hạ đây là thế nào. Lý Vị Ương lại nhìn Nguyên Liệt, đã thấy hắn bỏ lại con thỏ, mũi tên ngược lại đối hướng về phía một tiểu hồ ly cả người tuyết trắng. Nhưng không chờ hắn bắn xong, một con sói nhỏ người bụi mao bị đại đội người ép tới. Nguyên Liệt trong mắt sáng ngời, như là phát hiện cái sự vật ngạc nhiên. Lý Vị Ương lại nhìn Nguyên Liệt một cái, đã thấy hắn bỏ lại con thỏ kia,
Mũi tên đổi hướng về phía một tiểu hồ ly lông trắng như tuyết. Nhưng hắn còn chưa kịp bắn thì tiểu hồ ly đã bị thanh âm một đại đội nhân mã rầm rầm lao tới làm cho sợ hãi, trốn vào bụi cây. Nguyên Liệt trong mắt sáng ngời như là phát hiện ra điều gì, liền lập tức đuổi theo tiểu hồ ly. Lý Vị Ương nhìn thấy thế không khỏi bật cười. Ta thấy hắn hình như là muốn săn sủng vật mới đúng. Triệu Nguyệt cũng nhìn thấy thì mỉm cười nói. Khó trách, nô tỳ nghe đại ca nói Húc Vương Điện Hạ đang tìm đồ chơi cho tiểu thư. Lý Vị Ương trong lòng lược qua không biết là dạng cảm xúc gì, bất quá nhàn nhạt nói. Một lát là thỏ, một lát là hồ ly, một lát lại là sói. Hắn thật đúng là không có lập trường. Triệu Nguyệt mỉm cười nói. Nếu đã muốn đưa về cho tiểu thư thì khẳng định là không thể bắn chết. Nhưng mà trong tình hình hỗn loạn lúc này, nhóm động vật kia đều là thất kinh, có muốn bắt sống cũng rất là khó khăn. Lý Vị Ương gật gật đầu, nhìn Nguyên Liệt cưỡi ngựa đuổi theo sói con, thanh âm nhẹ nhàng nói. Nếu hắn thật sự bắt được một con sói, ta mang về chẳng phải sẽ khiến mẫu thân sợ hãi hay sao? Ngươi có thấy tiểu thư nhà ai lại ngày ngày ôm một con sói con hay không? Triệu Nguyệt thè lưỡi nói. Đúng vậy, tâm tư Húc Vương Điện Hạ thật đúng là nghĩ không tới mà. Trên thực tế, mục tiêu của Nguyên Liệt là săn một con thỏ nhỏ mang về cho vị ương chơi đùa. Nhưng hắn lại nhìn thấy con hổ ly kia, chỉ nghĩ khí chất Lý Vị Ương đúng là không thích hợp để ôm một con thỏ yếu đuối. Nàng xảo hoạt như vậy, tiểu hồ ly mới là lựa chọn thích hợp, không phải sao? Thế nhưng đúng lúc ấy, hắn lại phát hiện ra một con sói nhỏ, ánh mắt lóe u quang. Ánh mắt ấy gợi cho hắn liên tưởng tới ánh mắt Lý Vị Ương lúc nàng tức giận. Lại nghĩ, nếu có thể bắt được con sói này, nuôi lớn còn có thể giúp Vị Ương giữ nhà. Hắn lập tức bỏ hồ ly chạy theo sói. Nhưng sói, một là tốc độ rất nhanh, hai là lại bị kinh sợ, một đường chạy đến chỗ sâu trong thảo nguyên. Nguyên Liệt cưỡi bạch mã, giống như điện lướt ngang qua mặt cỏ, hộ vệ bên người hắn dàn ra vòng vây lớn chặn đầu kia. Nhưng đúng lúc này, đối diện lại có một nhóm người ngựa băng ngang, ngạnh xinh xinh, ngăn trước mặt bọn họ. Nguyên Liệt kéo dây cương, ánh mắt lãnh đạm nhìn đối phương. Không cho ngươi động thủ, đây là con mồi của ta. Thủ lĩnh đối phương lớn giọng nói. Nguyên Liệt nheo mắt, đối mặt đám người mặc khôi giáp kia, thủ lĩnh người kia trên đầu tết hơn 10 bím tóc, mái tóc thượng triền đầy màu vàng chuông. Trên trán còn đeo dây đai buộc đầu. Đai buộc đầu được khảm các đản đại đá quý, dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy. Xem ra người này thân phận không giống người thường, hơn nữa hắn không phải người Việt Tây. Lớn mật, dám cùng thế tử chúng ta tranh cướp con mồi. Bên người kẻ đó sớm đã có hộ vệ lớn tiếng quát. Thế tử. Nguyên Liệt nheo mắt, hắn rốt cuộc đã biết người đối diện kia là ai. Nam tử trẻ tuổi này chính là con lớn mà đại quân Thảo Nguyên sủng ái nhất, thế tử Bà Đồ hùng dũng bưu hãn. Cung tiễn trên tay Bà Đồ vận sức chở phát động. Hắn liếc mắt nhìn Nguyên Liệt đắc ý nói. Mặc kệ ngươi là loại người nào, con mồi này là ta nhìn chúng trước, ngươi tặng cho ta. Lúc này hộ vệ bên người hắn đã vây quanh con sói nhỏ kia. Nguyên Liệt lạnh lùng cười, ánh mắt chợt chói mắt. Sao? Con mồi trên thảo nguyên từ khi nào đã thành của ngài rồi? Thế tử thật đúng là ương ngạnh. Ba đồ đắc ý nở nụ cười, hộ vệ bên người hắn cũng cười theo, đá quý trên trán chiết xạ ánh mặt trời, làm cho người ta cảm thấy một trận đẹp mắt. Hắn cười lạnh nói, phiến thảo nguyên này đều là của ta, con mồi trên thảo nguyên tự nhiên cũng là của ta. Ngươi là từ chỗ nào chạy tới, lại dám tranh giành này nọ con mồi với ta? Trên thực tế, Nguyên Liệt một thân kỵ trang thoạt nhìn cùng quý tộc Việt Tây tầm thường không có gì khác biệt. Hơn nữa, Ba Đồ từ trước đã gặp qua các hoàng tử Việt Tây. Trong ấn tượng của hắn, quyền quý Việt Tây căn bản không có nhân vật Nguyên Liệt này, cho nên cũng không đem hắn để vào mắt. Nghĩ đến cũng lạ, quý tộc Việt Tây tầm thường làm sao có thể cùng con trai đại quân Thảo Nguyên để tranh đoạt con mồi được. Trong con người Nguyên Liệt tránh qua một tia âm lãnh quang mang, nâng mi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nói. Ba đồ, lúc ta săn thú cũng không thích người khác quấy rầy, nhân lúc ta còn chưa tức giận, người cũng nên cút đi. Người nói cái gì? Ba đồ không khỏi thay đổi sắc mặt, trên thảo nguyên cho tới bây giờ không có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Hắn tức giận nói, thằng nhóc này thật là ăn gan hùm mật gấu. Hắn lập tức dục ngựa về phía trước, đánh mất cung tiễn, giơ lên trường tiên, quất roi về phía Nguyên Liệt. Nhưng Nguyên Liệt động tác so với hắn còn nhanh hơn, dục ngựa đi lên, một cước đá văng Ba Đồ khố hạ liệt mã. Ngựa kia giống dài một tiếng, đột nhiên ngửa mặt lên trời.
đạp đá không ngừng, không ngừng phun ra hơi thở, bắt đầu trở nên lồng lộn bất an. Ba đồ dù sao cũng là dũng sĩ, hắn mất thật nhiều công phu mới trấn an được con ngựa, trừng mắt nhìn Nguyên Điệt lớn tiếng nói, người là tạp chủng phương nào? Hai chữ tạp chủng này rõ ràng khiến Nguyên Liệt cảm thấy không vui. Ánh mắt hắn chợt trở nên sắc bén, cưỡi ngựa chậm rãi đi lên. Con trai đại quân Thảo Nguyên, sao lại không hiểu quy củ như vậy? Tạp chủng là để cho ngươi kêu sao? Mở mắt chó của ngươi ra mà nhìn xem ngươi đã trêu chọc vào loại người nào. Hắn vừa nói xong, đã chụp cho ba đồ một chưởng. Ba đồ không phòng bị, cả người chật vật từ trên ngựa lăn xuống, không dám tin, té trên mặt đất. Lăng lăng ngửa đầu nhìn Nguyên Liệt. Nguyên Liệt trên ngựa nhìn xuống hắn cười lạnh nói, trở về nói với phụ thân ngươi là Húc Vương Nguyên Liệt khi dễ ngươi, kêu hắn đi thỉnh hoàng đế trách phạt ta. Ba đồ lập tức nhảy dựng lên, hắn cũng mặc kệ Húc Vương Nguyên Liệt là cái quỷ gì, tên người này hắn chưa từng nghe qua. Hắn rốt cuộc không thể nhẫn nại, lớn tiếng ra lệnh cho hộ vệ, bắt lấy hắn cho ta. Nhưng vào lúc này, hộ vệ bên cạnh Nguyên Liệt đã rút kiếm trên yên ngựa đặt lên cổ ba đồ. Ba đồ chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy, hộ vệ đi theo hắn cũng là quá sợ hãi. Ai chẳng biết ba đồ chính là người kế thừa phiến Thảo Nguyên này, có ai lại dám vô lễ như vậy trước mặt hắn đâu. Dù là thái tử Việt Tây, tranh thủ tình cảm đại quân Thảo Nguyên cũng nhiều lần tỏ vẻ ngưỡng mộ cùng yêu ái, mà nam tử tự xưng Húc Vương trước mắt này lại rõ ràng không đem người Thảo Nguyên để vào trong mắt. Hộ vệ kinh hoàng nhìn nhau, trong đó một người bước lên lớn tiếng nói, ngươi là thân vương Việt Tây, vị này là thế tử của đại quân Thảo Nguyên chúng ta, ngươi vạn vạn không thể tổn thương hắn, bằng không hoàng đế các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguyên Liệt lại đột nhiên cười to một tiếng, trường kiếm của hắn vút tiếng gió hướng về đỉnh đầu ba đầu lỗ bổ xuống. Hộ vệ bên cạnh kinh hô, dừng tay! Ba đầu lỗ hoảng sợ ngã ngồi dưới đất, hộ vệ thậm chí chưa kịp cứu hắn, ánh mắt cũng trở nên càng hoảng sợ. Chỉ cảm thấy trên đầu chợt lạnh, cơ hồ cho rằng bản thân cũng bị tước rời đầu, nhất thời ngừng cả hô hấp. Theo bản năng vươn tay sờ sờ, mới phát hiện mái tóc tỉ mỉ giữ nhiều năm của mình thế mà lại bị đối phương cắt đi một nửa. Hắn mất hết thể diện, gân xanh trên trán nhanh chóng nổi lên, giận tím mặt. Kiếm phong Nguyên Liệt lạnh lẽo vỗ bẹp bẹp trên đỉnh đầu trống trơn của hắn, ngữ khí nhàn nhạt nói, nhớ kỹ, lần sau không nên đắc tội người không nên đắc tội. Còn nữa, con sói nhỏ kia. Ba đầu cảm nhận được trong mắt Nguyên Liệt phát ra sát ý. Hắn ý thức được đối phương không phải đang đùa giỡn với mình, thật sự là đã động sát tâm. Ba đầu không phải là kẻ ngu dốt. Hắn lập tức nén giận, đổi ngữ nhanh nói, là ngươi, tiểu sói kia là của ngươi, tặng cho ngươi là được. Nguyên Liệt nở nụ cười, ánh mắt xẹt qua một tia trào phúng, lạnh giọng nói, cút. Ba đồ lập tức nhảy dựng lên, ôm đầu chạy nhanh. Hộ vệ của hắn sửng sốt một chút, lập tức cưỡi ngựa đuổi theo nói, thế tử, ngựa của ngươi. Nguyên Liệt đứng tại chỗ, ánh mắt u lãnh nhìn bóng lưng ba đồ, liếc mắt một cái. Triệu Nam bên cạnh cưỡi ngựa đến nói, điện hạ, sự việc này nên xử lý như thế nào? Nguyên Liệt cười nhẹ nói, đuổi theo bắt cho được con sói kia, cái khác không cần người quản. Ánh mắt Triệu Nam xẹt qua một tia sầu lo, ba đồ dù sao cũng là con trai của đại quân Thảo Nguyên. Nguyên Liệt rõ ràng cũng không đem đối phương để vào mắt. Hơn nữa mệnh lệnh chủ tử là tất cả, hắn chỉ có thể vâng lời vô điều kiện. Lập tức nhóm hộ vệ quay thành một vòng, bao vây sói nhỏ lại. Mà lúc này, ở khu vực săn bắn phía trên, nhóm hoàng tử đang ở trong lúc tranh đoạt. Ánh mắt mọi người dần dần dừng lại ở trên người Bùi Gia cùng Quách Gia. Quách Trừng ban đầu săn thú rất tốt, đột nhiên một con ngựa chạy vội che trước mặt hắn. Quách Trừng dương mày, đối phương đúng là Bùi Gia nhị công tử Bùi Huy. Bùi Huy tươi cười đầy mặt nói, Quách công tử, thi một lần chứ. Quách Trừng lạnh lùng nhướng mày, tựa tiếu phi tiếu nói, được, không cần lãng phí khí lực, một lần định thắng thua đi. Bùi Huy gật đầu, mỉm cười như một vị công tử tao nhã, chúng ta bắt đầu đi. Quách Trừng lạnh lùng nhướng mày, tựa tiếu phi tiếu nói, được, không cần lãng phí khí lực, một lần định thắng thua. Bùi Huy gật đầu, mỉm cười như một vị công tử tao nhã, được. Lúc này hai huynh đệ Quách Gia đều tụ lại, mà ba người Bùi Gia cũng dục ngựa nhi lập, ẩn ẩn đuổi theo Bùi Huy. Bùi Huy thét dài một tiếng, cưỡi ngựa nhanh như điện chớp truy đuổi một con nai. Lúc này mục tiêu của hắn và Quách Trừng là coi ai bắn cung trúng đầu nai trước.
Vài người bất chi bất giác ở bên trong đã làm thành một vòng tròn. Này, bước tới bước lui cũng không thể thoát được ra ngoài. Mỗi lần Quách Trừng bắn tên đều bị Bùi Huy nửa đường chặn lại, mà ý đồ tới gần con nai kia của Quách Đôn cũng bị Bùi Dương nhìn thấy, nháy mắt lắc mình xẹt qua. Quách Đạo cười lạnh một tiếng, lại giơ cung tiễn lên, mạnh mẽ bắn ra. Mắt thấy tên kia cách con nai không tới 10 thước, lại bị Bùi Dương bắn tên mãnh liệt đụng vào, hất tung, nhất thời chật phương hướng, bỗng đâm xuống mặt đất. Tam ca, ca lên đi! Quách Đôn lớn tiếng hô. Hắc mã Quách Trừng tốc độ khó có thể truy kích con nai kia, đã lắp cung tên, vận sức chờ phát động. Xa xa mọi người nhìn thấy Quách Trừng đã là thắng lợi trước mắt, không khỏi cao giọng cổ vũ. Lúc này Quách Trừng lại cảm thấy trong áo phát lạnh, bỗng nhiên cảm thấy có một trận tiếng gió sắc bén truy đuổi tới. Hắn quay đầu, lập tức cả kinh, trong chớp mắt tâm niệm nhanh quay ngược trở lại. Hắn cả người ngửa ra sau lưng ngựa, tránh khỏi mũi tên này. Mà người bắn tên không phải Bùi Huy thì còn ai? Huynh đệ Quách già sắc mặt trầm xuống, cái này không phải là săn bắn mà là tử chiến. Bùi Huy vừa rồi rõ ràng là muốn lấy mạng của Quách Trừng. Quách Đồn tức giận nói, các người rốt cuộc là muốn làm gì? Bùi Huy lạnh lùng cười nói, trên khu vực săn bắn đao kiếm vô tình, ánh mắt các ngươi vẫn là nên phóng lượng một chút, ngàn vạn không nên che trước mặt ta, bằng không một tên này đã có thể không tha cho các ngươi. Hắn nói những lời lãnh khốc như vậy, trên mặt lại mang theo tươi cười. Người ở xa không nghe thấy bọn họ đang nói gì, chỉ cho rằng mũi tên kia của Bùi Huy là hướng về con nai. Chỉ có Quách Trường mới biết vừa rồi cái chết đã cận kề hắn cỡ nào. Người thật sự là ngoan độc, Quách Đôn lớn tiếng hô. Ngoan độc hay không có gì quan trọng, chỉ cần thắng là được không phải sao? Bùi Hiến dùng ngựa đi tới, tươi cười thập phần âm lãnh. Quách Đôn sắc mặt giận dữ, sắp sấn tới lại bị Quách Đạo vỗ vỗ vai. Quách Đạo ở một bên lạnh giọng nói, bọn họ có thể như thế, chúng ta không thể sao? Đây sẽ không còn là khu vực săn bắn gì nữa, mà là sinh tử chi tranh. Huynh đệ hai người trao đổi một biểu cảm. Nhưng vào lúc này, bọn họ lại thấy ngựa Bùi Huy đã đuổi theo con nai, sắp bắn tên. Quách Đồn tự động dụng ngựa tiến lên, ngăn cản Bùi Dương. Quách Đạo lấy một địch hai, ngăn cản Bùi Hiến cùng Bùi Bạch. Chỉ còn duy nhất Bùi Huy hướng nai kia mà chạy tới. Quách Trường lạnh lùng, cười một tiếng, cưỡi ngựa theo sát. Lúc này nai kia thừa dịp bọn họ tranh đoạt trong nháy mắt hướng Thảo Nguyên, chạy đi mất. Bùi Huy cười lại một tiếng, chấp khởi trường cung bắn ra. Ai biết một lát sau, cung tiễn hắn bắn lên, không biết sao trong nháy mắt, trong tay chỉ còn lại có tên mà không thấy cung. Hắn lập tức kéo nhanh dây cương, con ngựa cao cao đứng thẳng lên. Hắn mới phát hiện cung của hắn trong nháy mắt đã bị tên của Quách Trường bắn hạ. Bàn tay thoát ly, nhanh như chớp, mà giữa lòng bàn tay hắn đã là máu tươi đầm đìa. Nếu hắn không mau né tránh, tên đó hẳn là đã bắn về thắt lưng hắn. Người được lắm, Bùi Huy lớn tiếng nói. Một câu này của hắn khiến Quách Trường bật cười. Cái này cũng là học hỏi Bùi gia các ngươi. Trên thực tế, kỹ thuật của Quách Trường cùng Bùi Huy là kẻ tám lạng người nửa cân. Bọn họ hai người đều được danh gia kỵ xạ truyền thụ, lại đều từng ở trên chiến trường lịch lãm qua, đương thời chính là cao thủ kỵ xạ. Lúc này tại đây trên khu vực săn bắn đương nhiên là kỳ phùng địch thủ, khó phân cao thấp. Vừa rồi Quách Trừng bị Bùi Huy chiếm mất tiên cơ, giờ phút này tự nhiên là muốn hòa nhau. Bùi Huy lạnh lùng cười, nhìn thoáng qua cung tiễn của bản thân, hùng hăng quằn nó trên mặt đất. Từ một bên sau mông ngựa rút ra trường cung, hắn cười nói, nai chạy rồi, Quách Tam công tử đuổi theo đi thôi. Quách Trừng sửng sốt một chút, từ trên nhìn xuống dưới Bùi Huy, mà Bùi Huy thì lại hàm chứa ý cười điềm đạm, phảng phất là một bộ xem ánh mắt. Quách Trường thầm nghĩ, không hổ là Bùi Huy, bị người nhục nhã như vậy cũng không thất thố. Hắn lãnh đạm cười nói, trận này nếu là người khác thì không xứng làm đối thủ của ta, ngươi tới đi. Nói xong, hắn dùng tay đánh ngựa, phi nhanh về phía trước. Bùi Hiến, Bùi Bạch vừa rồi đều bị Quách Đạo ngăn cản, vô luận như thế nào cũng không có biện pháp phá vây. Giờ phút này lại gặp được Bùi Huy tiếp tục đuổi về phía trước, Bùi Bạch hung hăng trừng mắt nhìn Quách Đạo, quay đầu ngựa chạy vội đuổi theo. Bùi Hiến lại nhìn Quách Đạo, tựa tiếu phi tiếu, nắm trụ dây cương nói, sư đệ đã lâu không gặp. Quách Đạo nhìn ra xa theo hướng huynh trưởng rời đi, cũng không thèm nhìn Bùi Hiến, thanh âm nhạt nhạt không cảm tình, sư huynh đã lâu không gặp, bệnh tình tốt chứ? Bùi Hiến có tật ở mắt, sự việc này ai cũng biết,
Nhưng Quách Tạo biết là bởi vì bọn họ là huynh đệ đồng môn, theo học cùng một vị danh sư. Bùi Hiến cười nhẹ nói, cuối cùng vẫn còn sống, sợ là khiến sư đệ ngươi thất vọng rồi. Quách Tạo cười tươi như thường, không lộ ra biểu cảm tức giận. Trên thực tế, hắn cùng Bùi Hiến chẳng những không là kẻ thù, lúc nhỏ còn cùng nhau học nghệ, cũng là bằng hữu thân thiết. Khi đó Bùi Hiến thân thể không tốt, chẳng phải học võ tài liệu, cho nên luôn bị các sư huynh đệ khác khi dễ. Còn Quách Tạo lại là cá tính bất hảo, không nghe dạy bảo. Hai người thế mà lại ngoạn đến cùng đi, trở thành bằng hữu thập phần thân thiết. Có một buổi tối, Quách Đạo lại làm sai, bị sư phụ đuổi hạ sơn suốt đêm. Hắn một mình lạc trên núi, lôi vào tảng đá trong sơn động, đói sắp chết, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại cha mẹ Quách gia. Nhưng khi hắn tỉnh lại, lại nhìn thấy gương mặt Bùi Hiến, không khỏi giật mình. Bùi Hiến thế mà lại đuổi theo hắn xuống núi. Lông tìm được Quách Đạo, Quách Đạo chỉ còn lại nửa cái mạng, cả người đói khát sắp chết. Bùi Hiến đỡ hắn xuống núi, nhưng lại đụng phải bầy sói. Bùi Hiến lúc đó cao lắm mới chỉ 10 tuổi, võ công mỏng manh, thân thể cũng không tốt, bị sói cắn một ngụm, xém chút thì chết oan chết uổng. Vốn hắn có thể bỏ Quách Đạo một mình chạy trốn, nhưng lại cõng Quách Đạo trên lưng, một đường theo triển núi đi xuống. Đến khi sư phụ trên núi hối hận, lại phái sư huynh để tìm được bọn họ trở về, hai người bọn họ mới miễn cưỡng còn sống. Từ đó, Quách Đạo liền xem Bùi Hiến là bằng hữu tốt nhất. Bởi vì Bùi Hiến thân thể không tốt, cá tính lại lãnh đạm, cho nên thật sự bị sư huynh đệ lạnh nhạt. Vì thế Quách Đạo liền đem chỉ thủ của bản thân đưa cho hắn. Hơn nữa còn nói, nếu ai dám khi dễ hắn, liền là địch nhân của chính mình. Vì che chở cho Bùi Hiến, hắn cùng các sư huynh đệ đánh nhau vô số lần, vài lần còn bị trọng thương. Nguyên nhân vì như thế, hai thiếu niên kết hạ tình bạn thâm hậu phi thường. Nhưng khi bọn họ xuống núi mới đột nhiên hiểu ra, hóa ra Bùi gia cùng Quách gia từ lâu đã quan hệ khắc sâu, nhưng không phải bằng hữu mà là tử địch. Từ ngày đó, hai người không hẹn mà cùng làm bộ như không hề quen biết. Đối với Quách Đạo mà nói, hắn không quen Bùi Hiến kia một lần xả thân cứu giúp. Còn đối với Bùi Hiến, hắn cũng không thể quên năm đó Quách Đạo duy hộ với hắn. Nhưng thế thì sao? Bằng hữu là bằng hữu, tử địch chính là tử địch. Đây là thù hận gia tộc, cho nên bọn họ chỉ có thể là địch nhân, chứ không có khả năng là huynh đệ, càng không thể là bằng hữu. Giờ đây, lúc Bùi Hiến gặp lại Quách Đạo cũng đã xác nhận. Bùi Hiến lãnh đạm nói, nhị ca ta nhất định phải giết muội muội ngươi. Quách Đạo đột nhiên trầm mặc, thật lâu sau, bên môi lại lộ ra vẻ tươi cười chậm rãi nói, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào thương hại muội ấy. Bùi Hiến ánh mắt lạnh như băng nhìn Quách Đạo, liếc mắt một cái nói, nếu là ta cũng muốn giết nàng. Quách Đạo lại tươi cười thập phần bình tĩnh. Hắn nhìn Bùi Hiến, nói, ta đây chỉ có thể giết ngươi. Bùi Hiến mỉm cười. Từ khi xuống núi, hắn đã biết tình nghĩa bọn họ sớm muộn cũng sẽ có ngày này. Bùi Hiến cười lạnh một tiếng, giục ngựa giơ roi nói, vậy hãy chờ xem đi. Quách Đạo nhìn chăm chú bóng lưng hắn rời đi, thật lâu sau không hề cử động, đến khi Quách Đôn theo sau lưng vỗ vỗ bờ vai của hắn, lớn tiếng nói, ngươi thất thần làm cái gì thế, còn không mau đuổi theo. Quách Đạo mỉm cười, xa xa nhìn thoáng về phía Lý Vị Ương, ngữ khí thập phần lạnh nhạt. Ngươi đi đi, bên muội muội không có ai bảo hộ, ta lo lắng, ta phải đi về đây. Nói xong, hắn không nhìn về phía Quách Đôn mà giục ngựa xoay người hướng ngoài tràng chạy tới. Quách Đôn nhìn hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bên này, Quách gia cùng Bùi gia càng đấu, càng hừng hực khí thế. Lý Vị Ương theo dõi đều biết. Nàng biết, Quách Bùi hai nhà đấu nhiều năm như vậy, mặc kệ là ở trên triều đình hay ở khu vực săn bắn, đều là thế lực ngang nhau, ai cũng không thể làm gì được ai. Nhưng hành vi Nguyên Liệt lần trước đã triệt để chọc giận Bùi Thị. Nàng đoán rằng đối phương ít ngày nữa sẽ có điều động, chỉ là bọn họ sẽ làm như thế nào mà thôi. Đúng lúc này, đột nhiên có một thiếu nữ đi đến trước mặt Lý Vị Ương, vênh váo tự đắc nói, người chính là Quách gia. Lý Vị Ương ngẩng đầu, liếc mắt một cái, thiếu nữ kia phảng phất đứng trong ánh mặt trời, làm cho người ta cảm thấy vô cùng chói mắt. Thiếu nữ mặc váy đỏ tươi, khăn thúc thắt lưng màu trắng ở bên hông, phía dưới là làn váy rộng, trên chân còn mặc một đôi giày da nai. Trên thân vạt áo váy lại thập phần rộng rãi, tiện cho việc đi nhanh, nhảy, cùng lấy đà, cưỡi ngựa. Rõ ràng là bộ dạng nữ hài thảo nguyên, da thịt nàng phơi hồng nhuyễn ngọc, ánh mắt đại đại, thập phần trong suốt, mi mày linh động.
Khác với các tiểu thư Việt Tây chính là tóc nàng đen dài rối tung, bên trên kết sao kim linh nho nhỏ. Trong lúc đi, kim linh khẽ vang đinh đinh đang đang. Lý Vị Ương cũng không trả lời nàng, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua ánh mắt đối phương, lại nhìn về phía khu vực săn bắn cách đó không xa. Thiếu nữ không khỏi vỗ vỗ bàn tay của mình nói, người không nghe thấy lời nói của ta sao? Lý Vị Ương nghe vậy, đôi mắt đen hơi chuyển nói, nghe thấy, chẳng qua ta không có hứng thú với người không lễ phép. Trên người Lý Vị Ương là váy nhuyễn yên la ly, dưới ánh mặt trời có một loại hoa quang nhàn nhạt, phảng phất một tầng vàng nhạt ánh mặt trời mênh mông thiếp trên thân, nhìn thấy gợi lên rất đẹp mắt. Thiếu nữ này nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, trên mặt tức giận đến đỏ bừng nói, người nói ai không lễ phép? Lý Vị Ương mỉm cười nói, trước khi hỏi tên người khác không phải nên tự giới thiệu hay sao? Thiếu nữ kia xoa xoa thắt lưng, khuôn mặt tức giận nói, ta là công chúa A Lệ, ngươi phải hành lễ với ta. Lý Vị Ương khóe môi thoáng hiện lên ý cười lãnh đạm, ngữ khí thập phần đạm mạc. Công chúa Thảo Nguyên cũng không phải là hoàng thất Việt Tây chúng ta. Chờ ngươi ngày nào đó gả vào Việt Tây, trở thành hoàng tử phi, ta lại hướng ngươi hành lễ cũng không muộn. A Lệ lập tức đứng lên, nàng chán ghét nhất người khác nhắc tới chuyện đám hỏi. Mà Lý Vị Ương rõ ràng biết nàng đau đớn, đâm một nhát rất chuẩn. Nàng nổi giận đùng đùng nói, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi nghĩ mình là ai? Lý Vị Ương mỉm cười chậm rãi nói, như vậy ngươi lại cho rằng bản thân mình là ai đây? A Lệ vừa muốn trách cứ, lại nghe thấy bên cạnh truyền đến thanh âm dễ nghe, phảng phất mang theo lời nói không rõ châm chọc. A Lệ công chúa, ta đã sớm nói với ngươi, tiểu thư Quách gia này ai cũng không thể trêu vào. Lý Vị Ương nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, mỹ nhân vòng eo tinh tế, dung mạo tuyệt mỹ, không phải Bùi Bảo Nhi thì còn ai? Lý Vị Ương ánh mắt chậm rãi trở nên trào phúng nói, Bùi tiểu thư hương trí tốt như vậy cũng chạy đến Thảo Nguyên này, ngươi là vì săn bắn hay là vì hòa thân? À, hay là Bùi gia muốn đem ngươi gả đến Thảo Nguyên làm vương phi? Lời này thập phần khắc nghiệt. Bùi Bảo Nhi nhất thời giận dữ nói, Quách gia ngươi không cần xảo miệng, ngươi cho đây là đâu, là nơi ngươi có thể tùy tiện dương oai hay sao? Lý Vị Ương thở dài một tiếng nói, ta không chọc người, có người lại cố tình đến trêu chọc ta. A Lệ công chúa, đem chó điên nhà ngươi trở về đi. A Lệ sửng sốt, nàng nhìn Lý Vị Ương, lại nhìn Bùi Bảo Nhi, có chút không rõ rốt cuộc đối phương đang nói ý gì. Nàng tâm nhãn thẳng thắn, bất quá là bị Bùi Bảo Nhi xúi dục, muốn nhìn người trong lòng Tĩnh Vương Nguyên Anh, kết quả là bộ dáng gì. Nếu Lý Vị Ương giống Bùi Bảo Nhi là đại mỹ nhân, A Lệ công chúa còn không cảm thấy có gì. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy, Lý Vị Ương này dung sắc thanh tú, ánh mắt lãnh đạm, nàng thật sự nghĩ không ra, Tĩnh Vương Nguyên Anh, nhiệt tình sáng sủa, sao lại coi trọng Lý Vị Ương? Chẳng lẽ theo như lời Bùi Bảo Nhi là vì nàng xuất thân Quách thị hay sao? Đúng vậy, Quách gia là mẫu tộc của Tĩnh Vương, hắn sẽ tìm kiếm vương phi trong mẫu tộc cũng không có gì kỳ quái. Nhưng A Lệ công chúa từ 3 năm trước, sau khi nhìn thấy Tĩnh Vương Nguyên Anh, liền đối với hắn nhất kiến trung tình, hạ quyết tâm phải gả cho hắn, đột nhiên không biết từ nơi nào lại xuất hiện một Lý Vị Ương, nàng làm sao có thể cam tâm? Cho nên nàng giơ roi chỉ hướng Lý Vị Ương nói, người đứng lên, chúng ta tỉ thí, nếu ngươi thắng ta liền đem Tĩnh Vương điện hạ tặng cho ngươi, còn nếu ngươi thua, ngươi hãy ngoan ngoãn rời khỏi ngày ấy, cũng đừng mơ tưởng đến vị trí Tĩnh Vương phi. Lý Vị Ương nghe vậy thì sửng sốt, lập tức tựa thiếu phi tiếu nhìn về phía A Lệ nói, Tĩnh Vương phi, ta sao? A Lệ công chúa có phải hiểu lầm gì không? Tĩnh Vương chỉ là biểu huynh của ta mà thôi. A Lệ công chúa không kiên nhẫn nói, ta mặc kệ, ngươi mau đứng lên, theo ta ra đây. Mặc kệ là cưỡi ngựa săn thú hay trèo cây gì đó, ta đều sẽ thắng ngươi. Dù nữ tử Việt Tây các ngươi hội cầm kỳ thư họa, ta cũng đều biết tuyệt sẽ không bại dưới tay ngươi đâu. Hết chương 218, hết tập 87. Bùi Huy cả vú lấp miệng em, đã đem sự tình của Bùi Bảo Nhi và Hạ Hầu Viêm đổi trắng thay đen. Mùa săn bắn mỗi một năm một lần của Hoàng thất Việt Tây đã tới, Bùi Hậu cũng đã hạ ý chỉ không muốn Quách gia tiểu thư còn sống trở về. Tại Thảo Nguyên Đại Mạc, tử địch đã gặp nhau, tứ tử họ Bùi đã đồng thời lộ diện.
A Lệ công chúa nhất kiến trung tình với Tĩnh Vương Nguyên Anh, bị Bùi Bảo Nhi khích bác, đã tìm tới Vị Ương để khiêu chiến. Sắp có kẻ mất mạng. Và kẻ xui xẻo này là ai? Mời các bạn theo dõi tập 88 sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.